Rồi em chào bà con nha. Nay ngày 18 tháng 5 2024 ha. Nay em lên số máy rẽ bèo cho bà con coi có gì ủng hộ em ha. Rồi cây đầu tiên là cây 160. Cây này cây Galaxy Z2 Prime, học online tốt, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán có 350 rồi. Xài được hai sim 4G luôn. Máy móc ok, full chức năng riêng nguyên cây luôn nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi ha. Pin thì tốt, pin rời dễ xài dễ sửa luôn ha. Có gì sau này có lỡ hư pin thì thay vô được luôn ha. Có 350 rồi của thằng Sam luôn ha. Mã số là 160 ha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Bên em bán có cọc nha. Cộng trăm thì bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Máy móc ok full chức năng luôn. Mã số là 160 nha. Rồi 161 nè, cây này cây Galaxy Z7 2016 nha, nó bị nứt nha, em bán rẻ luôn có 350 nha. RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn. Đó, cây này bị nứt em bán rẻ có 350, xài được hai sim 4G luôn. Mã số là 161 nha. Đó, máy móc ok luôn ha, full chức năng không lỗi gì hết nha, chỉ bị nứt màn hình thôi nha. Đó, nứt màn hình thôi. Máy móc ok, pin thì tốt, xài được hai sim luôn nha. Xài được hai sim luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó, pin thì tốt ha, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán có 350 rồi nha. Mã số là 161 nha. 162. Cây này cây iPhone 5G 16GB quốc tế bán nghe gọi. Cây này 400, mã số là 162 nha. Máy móc full chức năng riêng nguyên cây luôn. Đó, em bán có 400 400k bán nghe gọi ha, mã số là 162 nha. Em có tải sẵn ứng dụng rồi. Đó, ai xài được gì xài nha, ứng dụng có sẵn ha. Đó, ai xài được gì xài ha, còn không thì bỏ sim nghe gọi tốt luôn ha. Bán thì cho theo cộng cáp Lightning ha. Rồi 400k mã số là 162 nha, 400 ha. Rồi 163 nè, cây này Galaxy Z200 nha, học online tốt, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha. Đó, bỏ được hai sim nghe gọi ok luôn, của thằng Sam luôn, rin nguyên cây nha, màn hình rin main rin, bỏ túi nghe gọi gọn hơn, pin rời dễ thay dễ sửa hơn. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con hết rồi, pin thì tốt lắm. Máy móc cũ qua 5 tháng nha. Rồi cây này em bán 400 nhân, mã số là 163 nhân, rất là bền luôn ha. Rồi cây 164 nè, cây Redmi 6A nha, bị nứt bị ám nha. Đó, nhưng mà được cái là giờ dòng mi này nó mạnh lắm. Nó RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha, mã số là 164 nha. Đó, cây này em bán có 400 mà, do bị nứt bị ám nha, rất là mạnh nha, chơi được game luôn á. Nó mạnh dữ lắm, nó mạnh như súng đạn vậy, nhưng bị ám, bị nứt ha. Đó, bị nứt nè, cảm ứng thì xài bình thường full ha, chơi được hết. Xài được hai sim nha, hai sim 4G luôn, máy móc ok full chức năng ha, bị nứt thôi, bị ám thôi ha. 400k, mã số là 164 nha. Rồi 165 nè, cây này cây ghi mini nha, ghi mini bị nứt camera kép nè, đèn led kép luôn nha, xài được hai sim luôn. Cây này nút nút này là nút chụp hình ha, sim chọt ở đây ha, cây này nút nguồn nằm đây ha, nút năng lượng lớn nhỏ ha, nó bị nứt nha, găng tay một chạm ha, màn hình thì full, máy móc ok full chức năng ha. Rất là mạnh luôn, máy này nó mạnh dữ lắm nha, nó mạnh dữ lắm. Rồi pin thì tốt lắm nha, bỏ được hai sim nghe gọi ok luôn ha. Cây này em bán 400 nha, nó là RAM 3 nha, RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm. Cây này em nứt em bán có 400 ha, mã số là 165 nha. 165 cây này ha. Nút nguồn nằm bên đây nha, em lộn hoài. Máy móc ok full chức năng, pin thì tốt lắm, rất là mạnh mẽ luôn ha. Nó màn hình thì nơi mới nứt ngay đây thôi chứ cảm ứng người xài bình thường full chức năng luôn ha. 400k, mã số là 165 ha. Rồi cây 166 nè, cây iPhone 5S nha, 16GB. Cây này quốc tế mất vân tay ha, cây này em bán 450 nha. Bỏ sim nghe gọi ok full chức năng. Cây này có cộng sạc Lightning ha. Em cho theo cộng cáp luôn. Máy móc ok full chức năng nha. Máy móc ok full chức năng luôn ha. Ở trong máy nó có game sẵn luôn nè. Ai chơi được gì chơi ha. Máy móc ok full luôn. Rồi cây này em bán 450 nha, mã số là 166 nha, bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha. iPhone 5S nha. Rồi cây này 167 nè. Cây này Galaxy E7 nha.
RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bắn 450 nha. Đó, màn hình Super AMOLED luôn, 450, xài được 2 SIM 4G, mã số là 167 nha. Đó, máy móc ok, màn hình đẹp Ken Span luôn, Super AMOLED luôn. Đó, màn hình nó đẹp Ken luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Đó, ứng dụng ra tải hẳn màu, màu nó rực lắm. Pin thì tốt lắm nha. Xài được 2 SIM luôn. Đó, 450 thôi, mã số là 167 nha. Hồi đó dễ gì mua được cái giá này. Rồi cái 168 nè ha. Đó, cây Mi 5A nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này xài được 8 nhân mỗi nhân 2 Hz. Em bán 500 nha, mã số là 168 nha. 168 luôn, nguyên cây zin, nguyên cây full chức năng luôn nha. Nguyên cây full chức năng luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn nè. Đó, một nùi ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm nha. Pin cực kỳ luôn. Xài được 2 SIM luôn nha. Máy móc ok luôn ha, 168 nhân 500k ha, có hồng ngoại luôn nha, xài được 2 SIM 4G luôn ha. Rồi cái 169 nè, Galaxy Z2 Pro ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm. Cây này riêng nguyên cây full chức năng, em bán có 500k ha, mã số là 169 nha. À, máy móc ok, full chức năng, còn đẹp Ken luôn ha, của thằng Sam luôn. À, đẹp Ken luôn, máy móc đẹp Ken luôn ha, không lỗi gì hết luôn, rin nguyên cây luôn. À, pin rời dễ thay dễ sửa luôn ha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Cọc 100 thì em bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Đó, à, bên em bán có cọc nha, cọc em mới bán nha. À, 500k mã số là 169 nha. 170 nè, cây này cây VMAX B3 ha. Cây này riêng nguyên cây full chức năng, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 500 thôi, pin tốt lắm, khỏe ha. Đó, bự tổ của nái luôn, bán có 500k hả. Đó, tải sẵn ứng dụng chưa, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Nó ứng dụng quá trời luôn, pin thì tốt, xài được 2 SIM 4G luôn. Máy móc ok luôn ha. Rồi, mà pin rời luôn, dễ thay, dễ sửa nha. À, 500k, à, Android 9 chấm luôn. Bán mã số là 170 nha, 500k ha. Rồi 171 nè, 171 là cái Vivo i51, 71, Vivo i71 nha, hơi ám nhẹ, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này riêng nguyên cây full chức năng, em bán có 550 rồi, mã số là 171 nha. Đó, máy móc riêng nguyên cây luôn. Đó, ám nhưng mà ám nhẹ siêu, nó không ảnh hưởng gì hết nha. Màn hình cũng còn đẹp lắm, máy móc ok, riêng luôn, màn hình riêng luôn nha. Đó, xài được 2 SIM luôn. Mã số là 171 nha, 550 thôi, được cây RAM 3 rồi ha. Rồi 172 nè, cây VMAX Start nè, VMAX Start camera kép nè, pin thì trâu như con bò luôn. Máy móc u nù đã lắm ha. Rin nguyên cây full chức năng. À, Android nó 10 chấm. Cây này em bán 550 nha, 550. Mã số là 172 nha. Đó, 550 được cây VMAX Start ha. Quá đã luôn ha. Rin luôn màn hình, rin men, rin hết luôn ha. À, camera giọt nước luôn, máy móc full hết, xài được 2 SIM 4G luôn, 550 nha, mã số là 172 nha. 173 nè, cây này Galaxy Z7 Prime nha, Z7 Prime RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán 600 nha, mã số là 173 nha. Đó, bán có 600k cây Z7 Prime nha, cực kỳ đẹp luôn, máy móc ok, full chức năng luôn ha, rất là mạnh, găng tay trên đống hôm luôn. Nó của thằng Sam xài được 2 SIM luôn ha. Tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng hết luôn. Pin thì tốt lắm, máy móc ok, xài được 2 SIM luôn. 600k thôi, mã số là 173 nha. Rồi cây 174 nè, cây VS Max Start 4 nha, VS Max Start 4. Cây này bị nứt một đường. Đó, nứt một đường ổn quá, đi ép kính được luôn nha. Cây này màn hình rin men rin hết toàn bộ luôn. Cái tay trái em vuốt không đủ lực á, nó vuốt tới 160 km nó mới ra được, nên mà vuốt tay trái vuốt không hết, tại sợ bị dính túi á, túi quần, bỏ túi quần ha. Tải sẵn ứng dụng rồi. À, màn hình rin luôn, máy móc ok, đẹp rực luôn ha. À, cực kỳ đã luôn. Quá trời máy đẹp luôn nha, bị nứt một đường ha. À, cây này thì pin trâu lắm, trâu như con bò, sạc một đôi tay si, xài được 2 SIM 4G, camera kép, găng tay một chạm ha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 11 chấm. Cây này em bán có 600 rồi nha, mã số là 174 nha, 600k được cây này ha. À, cây này thường thường em bán 800 nữa. Vuốt tốc độ lên nó mới là, đó.
Máy móc ok, full chức năng ha. Rồi ta 600k mã số là 174 nha. Rồi 175 nè, cây này cây cũng là V-Max Joy 2 Plus nha. Joy 2 Plus bị ám luôn, không nứt không bể không gì hết, riêng nguyên cây ám nhẹ. Camera kép nè, găng tay một chạm nè ha. Hai sim 4G luôn. Pin thì trâu sạc một đuôi Type-C. Đó, cây này RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm. Cây này em bán có 600 rồi nha, mã số là 175 nha. Đó, 175 luôn, riêng nguyên cây full chức năng luôn. Đó. Vuốt cũng tốc độ 60. Đó. Tải sẵn ứng dụng luôn, ám nhẹ hiệu không có ảnh hưởng gì hết máy nha. Nó hơi hồng hồng nhẹ nhẹ thôi. Nó tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, xài biết nào hư nó bền cực kỳ luôn. Rồi em bán có 600 rồi nha. 600k ha. Rồi mã số là 175 nha, 600k ha. Rồi cây 176 nè, cây Oppo A83 nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android 7 chấm. Đó, RAM 3 luôn ha, của thằng bồ luôn á. Đó, 700k mà em bán còn 650 thôi, 650 cây này ha. Mã số là 176 nha. Đó, 650 cây này ha. Máy móc ok, full chức năng, riêng nguyên cây, pin thì tốt, xài được hai sim 4G luôn. Quá trời đã luôn ha, của thằng bồ luôn. Máy móc ok cũng còn được quá ha. Rồi cây này 650 nha, mã số là 176 nha, gam 3 luôn ha. Rồi 177 nè, cây này Galaxy Z400 Green nguyên cây full chức năng pin rời luôn nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 10 chấm luôn. Cây này em bán 600 nha, mã số là 177 nha, màn hình không đủ tiền, màn hình Green. Đó, Green hết toàn bộ luôn, đó, găng tay trên nút home luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nè. Đó, hồi em tải sẵn dụng luôn, bung lên hết cho bà con luôn ha. Máy móc ok, full chức năng luôn. Đó, cây này màn hình Rin luôn nha, main Rin hết luôn. Đó, cây này là Z400 ha. Rồi 600k, mã số là 177 nha. Đó, ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Cọc 100 thì em sẽ bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Ở bên em bán có cọc nha, 177 nha, 600k ha. Em có cây LG G6 nè, G6 nha. Cây này RAM 4 á, RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn, RAM 4 của LG ha. À, cây này găng tay một chạm nè, găng tay là nút nguồn luôn nha. À, cây này camera kép luôn nha. À, mã số là 178 nè ha. G6 nha. À, nút nguồn nằm đây nha, nút lớn nút nhỏ ha, chạm màn hình hai cái cũng được ha. RAM 4 luôn. Máy móc ok luôn ha. Cây này em bán 700 nha, mã số là 178 nha. Màn hình đẹp ha, pin thì tốt ha. Quá trời đã luôn ha. Con cá nó lội đẹp kênh xe luôn ha. Nhấn màn hình hai cái tắt ha. Rồi 178 nha, 700k ha. 179 nè. Cây này cây V-Max Start 4 nha, V-Max Start 4 camera kép là găng tay một chạm là xài được hai sim 4G, pin thì trâu ha, sạc một đuôi Type-C ha. Cây này xài được hai sim 4G luôn ha, Android RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó là 11 chấm luôn ha. Cây này em bán 700 nha, 700k thôi, mã số là 179 nha. Cây này đúng ra bán cao hơn mà thôi, để cho bà con xài nha, riêng nguyên cây full chức năng luôn. Pin thì tốt lắm, chơi được game luôn nha, rất là đã luôn. Cây này em bán giá hời ha, 700k thôi, mã số là 179 nha. 180 nè. Cây này Bphone 3 nha. Đó, Bphone của hàng Việt Nam, của hàng Matcay sản xuất ha. Bán cho bên Dubai ha. Cây này RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó là 9 chấm. Đó, cây này đó giờ em mới được cầm nữa thôi, chứ chưa được cầm luôn. Cây này em bán 750 nhân RAM 4 bộ nhớ 64, nó full cây, rin nguyên cây luôn. Găng tay một chạm nữa ha. Đó, xài được hai sim luôn ha. Mã số là 180 nha, 180 hơn 750 luôn, RAM 4 bộ nhớ 64 luôn. Đó, nút nguồn nằm đây ha. Đó, vuốt lên ha. Đó, cây này cũng có chế độ là nhấp hai cái tắt ha. À, nha, lắc qua lắc lại tắt ha. Rồi nhấp hai cái màn hình lên ha. Đó. Cây này muốn tắt màn hình đã lắm, vuốt vô vuốt ra. Đó, tắt ha, bấm hai cái lên. Đó, như thường ai xài cũng không biết đâu. Này thì hơn là em mới biết, em dọc quá trời mới biết nó. Mã số là 180 nha, 750 nha. Sạc đuôi Type-C luôn, xài được hai sim 4G luôn ha.
Rồi 181 nè. Cây này cây ga cây cây mi mi 5X ha. Mi 5X thì camera kép nè, găng tay một chạm có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G ha. RAM 4, bộ nhớ 32, Android 7 chấm luôn. Cây này em sổ luôn, em bán có 800 rồi nha. Mã số là 181 nha. Sạc cũng đuôi taxi, xài được 2 sim 4G luôn. Cây này thì riêng nguyên cây full chức năng luôn. Đó, riêng nguyên cây full chức năng luôn nha. Màn hình riêng men riêng riêng hết luôn ha. Đó, RAM 4, bộ nhớ 64 luôn. Em bán có 800 ha. Chơi được tất cả các loại game liên quân Free Fire V-Up luôn ha. Mã số là 181 nha. Rồi, 182 nè. Cây này cây Galaxy A8 cộng nha, A8 Plus nha. Nó bị nứt một đường uổng quá. Em tính đi ép mà thôi, để giờ rẻ cho con, nhưng ép thì mắc quá. Đó, cây này đặc biệt là RAM 6, bộ nhớ 64, Android nó 8 chấm luôn. Đó. Có sạc đuôi taxi ha. Có 2 sim 4G ha. Máy móc ok luôn, của thằng Sam luôn, riêng nguyên cây bị nứt một đường ha. RAM 6, bộ nhớ 64, Android 8 chấm luôn. Cây này em bán 900 nha, 900k ha, mã số là 182 nha. Sạc đuôi taxi luôn, màn hình Super OLED luôn, riêng luôn ha. Nó bị nứt một đường mà không ảnh hưởng gì hết ha. Đó, nứt một đường ha. Ai có ép thì đi ép, còn không để vậy xài á, em bán giá là bị nứt nha. Rồi, 900k mã số là 8182 nha. 183 nè, em có cây iPhone 6 Plus nha, 6 Plus 64GB, cây này quốc tế nha. Mức vân tay, cây này bán 950, mã số là 183 nha. 183 cây iPhone 6 Plus nha. Đó, máy móc ok, tải hết toàn bộ ứng dụng luôn được hết. Cây này thì chơi được tất cả loại game luôn nha. Đó, ứng dụng này kia thì nhập tài khoản vô tải ha, muốn tải ứng dụng gì tải ha, pin thì tốt lắm nha. Đó, máy móc ok luôn, full, bỏ sim nghe gọi tốt lắm. Mã số là 183 nha, 950 nha. Cây này hồi đó em cầm 9 triệu đi mua nó. Mã số là 183 ha, 950. Em có cây xịn sò của VAV Smart Acti 1 Plus. VMAT Acti 1 Plus nha. RAM 6, bộ nhớ 64, Android nó 6 chấm luôn. Camera kép, găng tay một chạm, mặt lưng bằng kính. Sạc đuôi taxi, xài được 2 sim luôn ha. Đó, tay thỏ luôn, camera tay thỏ luôn, full chức năng, riêng nguyên cây. Đó, mở mạnh lắm, RAM 6 luôn. Cây này em bán giá 1 triệu mốt thôi, sổ bà con luôn, chứ cây này em bán giá 1 triệu tư á. Ờ, sạc đuôi taxi luôn, sạc 2 sim luôn ha. Mã số là 184 nha, giá 1 triệu mốt nha. RAM 6 nha, chứ không phải thơ RAM 4 luôn nha. Ở găng tay một chạm luôn, camera kép luôn, đẹp lắm. Má full skin luôn, đẹp ha. Rồi, mã số là 184 nha, 1 triệu mốt nha. 141 nè, cây Galaxy G530 nha. Học online tốt, Android 5 chấm luôn, của thằng Sam luôn. Em bán 300 ha, mã số là 141 nha. Cây này xài được 2 sim, riêng nguyên cây full chức năng. Đó, riêng nguyên cây lên full chức năng luôn nha. Pin thì tốt ha, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Máy móc ok luôn ha. À, 2 sim luôn nha. Rồi, cây này em bán giá có 300k, mã số là 141 nha. Rồi, 144 nè, cây này cây Asus Z00ED nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó là 6 chấm. Cây này em bán 400, Android 6 chấm em bán 400, mã số là 144 nha. Đó, nút nguồn nằm trên đầu nha, nút lớn, nút nhỏ ha. Màn hình thì riêng nguyên cây full chức năng luôn, màn hình riêng đẹp lắm ha. Đó, màn hình riêng nè, đẹp Ken Seven luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, để xài thôi, máy móc ok, full chức năng luôn. Đó, Android nó 6 chấm luôn, máy móc ok luôn ha, 400k thôi, mã số là 144, xài được 2 sim luôn nha. 145, cây này cây Note 2 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm nè. Đó, em bán 400 nha, mã số là 145, xài được 2 sim nha. Nó chắc nịch hả, cứng khừ, pin cũng tốt lắm, máy móc ok, full chức năng luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi, đó, ứng dụng sẵn sàng luôn ha, máy móc ok luôn ha. Rồi, em bán giá bẻ bèo cho bà con luôn, có 400k ha. Mã số là 145, xài được 2 sim nha, của thằng Nô ha. Rồi, 146 nè, cây Apple F1S nha, cây bị nứt màn hình ha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 400 do bị nứt màn hình ha. Mã số là 146, xài được 2 sim 4G luôn nha. Máy móc ok luôn ha. À, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Đó, bị nứt một đường cho này ha. Nước một đường bán rẻ luôn, chứ cây này không nước là bán 6-700 ha. Đó, em bán có 400 mà RAM 3 nha. Mã số là 146 nha, xài được 2 sim luôn.
147 nè, cái Vivo 1606 có Face ID ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn nha. Cây này em bán có 450 à, mã số là 147 nha. Cây này xài được 2 SIM, một thẻ nhớ full chức năng riêng nguyên cây luôn, có Face ID luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Máy móc ok, pin thì cầm lắm, tốt lắm ha. Đó. Cây này xài được 2 SIM luôn ha, 450, mã số là 147 nha, Android 6 chấm ha. Rồi 148 nè, cây này cây ZTEC B51 nha, ZTEC B51 RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 450 và pin thì trâu như con bò. Xài được 2 SIM một thẻ nhớ nha. SIM thì mở cái nắp này ra nha. Nè, ngay chỗ này nè, búng cái tay lên mở nó hai SIM một thẻ nhớ ha. Đó, pin thì trâu lắm, nặng kịch ha. Rồi 450 nha, mã số là 148 nha. Cây này cũng là rin nguyên cây full chức năng, rin hết toàn bộ luôn ha. Đó. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Đó, máy cũng còn đẹp ha. Đó, máy móc ok luôn. Có 450 rồi. Android 7 chấm luôn. Mã số là 148 ha. Rồi 149 nè, em có cây Sony XA ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm. Cây này nhỏ gọn, dễ bỏ túi, đã lắm ha, gọn hơn, riêng nguyên cây luôn. Em bán giá 500 ha, 500k. Mã số là 149 nha. À, xài được 2 SIM nha, rút cái chỗ này ra gắn được 2 SIM một thẻ nhớ ha. Cái nắp đậy mất rồi. À, máy móc ok, full chức năng ha. Màn hình thì đẹp luôn, rin nguyên cây luôn, màn hình rin luôn nha. Tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm. Máy móc ok luôn ha. Đó, 149 nha, 500k. Rồi mã số là 150 nè, 150 là Redmi 5 nha. Đó, bị mẻ miếng gốc à. Bị mẻ miếng ngay này ha, không ảnh hưởng gì hết nha. Màn hình rin men rin hết toàn bộ luôn, có găng tay một chạm, có hồng ngoại luôn. Xài được 2 SIM 4G luôn. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó là 8 chấm ha. Cây này em bán 500k nha, 500k, mã số là 150 ha. Đó, máy ok luôn, full chức năng, máy mạnh lắm nha. Nó là xài được 8 nhân, mỗi nhân 2Hz, rất là mạnh mẽ. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, mẻ con tí nị, em bán 500 nha, cái cây này em bán 600 á. Mã số là 150 nha. Rồi, mã số là 154 nè. Cây này cây... Galaxy S6 Edge Plus, tại chữ Plus em tạo thành theo cộng nha, chứ viết dài quá, cái tem thì nhỏ quá. RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này có sạc không dây, có đo nhịp tim ha, màn hình cong Super AMOLED của thằng Sam. Đó, máy móc ok, full chức năng. Cây này full hết luôn. À, em bán giá có 850, mã số là 154, em cho coi cái màn hình nè. À, màn hình đẹp luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình nó đẹp ken luôn ha. À, có đốm tí nị, nhỏ xíu xíu ha. Không ảnh hưởng gì hết nha, màn hình cong Super AMOLED luôn nha. Rồi 850 nha, RAM 4 mua nhớ 32 luôn, 850. Hồi đó em cầm 7 triệu đi mua cái này. Mã số là 154 nha. 155 nè, cây VS Max Activa nha. Đó, RAM 6, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm. Cây này em bán giá 1.800.000 nha. 3 camera, găng tay một chạm ha, sạc đuôi tai si ha. À, xài được 2 SIM 4G ha, camera trước nó thuộc lò luôn ha. Màn hình rin luôn, máy móc ok, full chức năng luôn nha. Đó, rất là mạnh, RAM 6, bộ nhớ 64 luôn. Mạnh lắm nha. À, máy móc ok, màn hình đẹp luôn nha, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, camera thụt lò luôn nha, mở camera trước là nó kéo thụt lên ha. Rồi mã số là 155 nha, giá 1.800.000 nha, RAM 6 nha. Nó pin thì trâu như con bò. Rồi mã số là 156 ha, 156 là cây Galaxy S9 Plus ha. À, RAM 6, bộ nhớ 256, Android 10 chấm. Cây này em bán 2.300.000, màn hình Super AMOLED cong luôn ha, sạc không dây, sạc đuôi tai si ha, găng tay một chạm, camera kép, đèn led kép, đo được nhịp tim ha. Cây này thì khỏi nói là vô tư, màn hình cong Super AMOLED luôn, nó là S9 cộng ha, S9 Plus ha. Cây này RAM 6 mà 528, màn hình Super AMOLED thì ui đã cực kỳ luôn ha, máy móc ok, full chức năng, pin cũng tốt lắm ha. Rồi cây này em bán giá bẻ bèo luôn, chưa đủ tiền cái màn hình, giá 2.300.000 nha, mã số là 156 nha.
Em có mấy cái tab ha, ai mua được tab thì cao kê này kia, chơi game này kia đã ha. À, mã số là 157A nha, 157A thì có tab GTX 1702. Cây này thì có xài sim luôn ha. Sim thì nhấc cái nắp này lên nè. Ngay chỗ này nè, nhấc nắp lên xài được hai sim nha. Đó, xài hai sim có hai số series là hai sim ha. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Em bán 400 nha. Mã số là 157A. Cây này thì xài sim được nghe gọi bình thường luôn. Đó, đường cái là chơi game này kia em tải sẵn ứng dụng hết luôn. Tải sẵn ứng dụng cho con luôn, chơi này kia là ok hết luôn. Nó tải sẵn ứng dụng luôn, game bọng có đủ hết. Đó, chơi game luôn ha. Rồi em bán có 400k rồi nha, 400 ha. Đó, mã số là 157A. Rồi 157D nè, cái tab 1 mini nha, cái tab 1 mini của táo ha. Rồi, của táo nè. Cây này bán giải trí nha, 500k ha. Phiên bản xài wifi nha. Mã số là 157D nha, có 500k thôi. Hồi đó dễ gì đụng vô cây này được, cây này mấy chục triệu á, hai mấy triệu á. Mà giờ bán rẻ bèo. Em tải sẵn ứng dụng cho con luôn rồi. Đó, ứng dụng nè, game bọng này chơi nổi, cái game này không cũng lời nữa. Xách ra quán cà phê ngồi cũng chiêu chiêu ha, có nhiều người cầm có cái trái táo rồi ha. Cứ chiêu chiêu ha, có 500k ha, máy móc ok full chức năng. Cho theo cổng cáp sạc luôn ha. Rồi 500k nha, mã số là 157D nha. Nay em có mấy cây iPhone 3 là đã lắm nè. Đó, bán nghe gọi nha, iPhone 3G nha. Đó, cây này màu trắng ha. Đó, bỏ sim nghe gọi tốt lắm, máy móc ok full chức năng ha. Em test sim hết rồi, bọng ok luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Máy này full chức năng luôn. Đó, hồi đó dễ gì cầm được cái máy này. Mã số là 130 M120 nha, 300k ha. Cây này phiên bản của nó thấp đó lắm. Hồi đó có ông nào ông đòi mua phiên bản thấp 3.1 á, mua có mấy triệu luôn mà em không có, giờ có một cây này thôi em bán 300. Mã số là 120 nha, 300k ha. Rồi mã số là 132 121 ha, 121 là iPhone 3G luôn, màu đen ha. Cây này em bán 300 luôn ha, bán nghe gọi nha, bỏ sim nghe gọi tốt lắm. Máy móc ok, full chức năng, pin cũng tốt đúng không ha. Tại sẵn ứng dụng rồi, mới rồi. Có xài được cái gì xài ha. Lên mạng nghe nhạc cũng lời nữa, nghe gọi cũng lời nữa ha. Có 300k, mã số là 12321 nha, 121 ha. Rồi mã số là 123 nè. Cây này cái iPhone 4G nha. Nút home bị hư ha. Xài nút home trên màn hình nha, riêng nguyên cây full chức năng. Inox nguyên khối luôn. Cây này em bán nghe gọi 300k ha. Mã số là 123, bỏ sim nghe gọi ok luôn ha. Bỏ sim nghe gọi tốt luôn. Máy này xài biết nào hư nó, trừ khi rớt bể thôi, chứ xài biết nào hư nó bền lắm, đời đầu mà. Rồi 123 nhân 300k ha. Rồi 124 nè, cây này Galaxy Z2 Premium nha, học online tốt Android 6 chấm luôn. Cây này em bán 350 nha, mã số là 124 nha, xài được hai sim 4G luôn. Máy này thì em còn khoảng 3 đến 4 cây ha. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho con luôn rồi nè. Máy móc ok full chức năng ha, tải sẵn ứng dụng luôn. Rồi pin thì tốt ha, máy móc ok full ha, xài được hai sim 4G luôn. 124 nha, 350 ha. Cây 125 nè. Đó, cây này cây Lenovo A700 ha, cây RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 350 thôi, mã số là 125. Máy này full chức năng, không nứt không bể không gì hết, xài được hai sim luôn. Máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Máy móc ok full chức năng luôn ha. Rồi em bán giá rẻ bèo luôn, có 350, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa. Mã số là 125 nha. Rồi 126 nè. Cây này cây Huawei L2031 nha, Huawei L31 có găng tay luôn nè. Em bán rẻ luôn, có 400k, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Em bán có 400 thôi nha, mã số là 126 nha, xài được hai sim nha. Nó không nứt không bể không gì hết, pin thì trâu cũng như con bò luôn. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng luôn rồi. Đó, thấy chưa? Máy móc ok nặng kịch ha. Rồi có găng tay luôn, có 400k, mã số là 126 nha. Cây 127 nè, Galaxy Z500 nha, cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn.
Cây này em bán 450, màn hình rin nè, men rin rin hết toàn bộ luôn ha. Em bán có 450 à, mã số là 127 nha, xài được hai sim luôn nha. Đó, màn hình là Super AMOLED rin luôn ha. Đẹp phải không? Rin luôn. Máy Z500 nha. Đó, em rảnh em tải ứng dụng sẵn hết cho bà con ha. 127 450 nha. Rồi cây 130 nè, cây này cây Asus X0018D ha, cây này bị ám màn hình ha. Nó là green nguyên cây full chức năng, bị ám nhẹ tí nỉ ha. Găng tay một chạm camera kép nè, xài được hai sim 4G luôn. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó là 8 chấm luôn. Cây này em bán có 550. Nó RAM 3 mà em bán có 550, mã số là 130 nha. Đó, máy móc ok luôn. Em nhìn thì không thấy ám đâu. Mà lên giờ mình trắng nhẹ nhẹ, thấy ám nhẹ nhẹ thôi chứ không ảnh hưởng gì hết nha. Xài bình thường full chức năng, bỏ sim nghe gọi tốt, pin thì trâu như con bò. Nó hai sim luôn. Rồi 550, mã số là 130 nha. Rồi 133 nè, cây này cây Redmi Note 5A nha. Đó, Note 5A. Cây này nó phiên bản này cao hơn nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 giấm luôn nha. Cây này em bán 650, mã số là 133 nha. Máy móc ok, full chức năng luôn, rin nguyên cây luôn, màn hình rin men rin hết toàn bộ luôn. Đó, tải sẵn con cá nó lội ứng dụng thì sẵn hết toàn bộ luôn, bỏ sim nghe gọi tốt lắm, có hồng ngoại luôn nha, xài được hai sim luôn nha. Rồi 650 mã số là 133 nha. Rồi cây 134 nè, cây này cây Mi A1 nha. RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm luôn. Cây này camera kép nè, găng tay một chạm nè. Nó bầu bầu chắc nịch ha, sạc đuôi tai si, xài được hai sim 4G có hồng ngoại luôn. Máy móc đã đủ chức năng hết trơn luôn, có hồng ngoại rồi từ lưu hộp dưa hết trơn ha. Màn hình rin men rin hết toàn bộ luôn, mà RAM 4 bộ nhớ 64 nữa có 900K ha. Mã số là 134 nha, 134 nha. 135 nè, Galaxy Z7 Pro nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cái này em bán 900 nha, mã số là 135, xài được hai sim một thẻ nhớ nha. Của thằng Sam ha, máy móc ok full chức năng, tải sẵn con cá rồi. Đó, full chức năng tải sẵn con cá lội không thấy đường luôn. Đó, đẹp ken sờ bên ha. Đó, con cá nó lội đã không? Đó. Rồi cây này Z7 Pro ha. Rồi 900K mã số là 135 nha. 136 nè. Cây này cây V Max Joy 4 ha. Joy Max Joy 4 ha, bị lót nhẹ ha. RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 11 chấm. Cây này không bị lót em bán giá 1,2 triệu. Tại bị lót em bán có 900 rồi nha. 4 camera, găng tay một chạm, sạc đuôi tai si ha, xài được hai sim 4G ha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn. Đó. Mà bật màn hình màu đen là không thấy luôn nha, không thấy lót. Để em vô màn hình trắng cho coi ha. Đó, bị lót nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ ở đây nè ha. Không ảnh hưởng gì tới màn hình nha, cái lót đó là bụi nó vô cái lót thôi ha, không ảnh hưởng gì hết, xài bình thường, màn hình rin men rin hết toàn bộ luôn. Rồi 900K cái RAM 4 bộ nhớ 64, chơi được tất cả các loại game Liên Quân, Free Fire, Be Up, pin thì trâu như con bò, xài được sạc tươi tới si. Mã số là 136 nha. Máy móc ok full ha. Em có cây VS Max Active 3, cây này có camera trước thụt lò ha, ba camera sau ha, găng tay một chạm mà. Đặc biệt là RAM 6, bộ nhớ 64, Android 10 chấm nha. Cây này em bán giá 1,8 triệu nha, full chức năng rin nguyên cây luôn, mã số là 138 nha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn. Đó, cam trước thụt lò luôn nha, nó tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng pin tốt luôn, cam trước thụt lò lo cũng chết luôn. Rồi giá 1,8 triệu nha, mã số là 137 nha. Rồi cây đầu tiên là cây mã số 90 nè, cây Galaxy Z2 Prime nha, học online tốt, Android 6 chấm luôn. Em bán 350 luôn, xài được hai sim luôn nha. Máy này xài được 4G luôn á. Em bán giá có 350 thôi nha. Cây mã số 90 nha. Máy móc ok full chức năng luôn, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi nè. Đó, máy móc ok rin nguyên cây full chức năng luôn ha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cộng trăm thì bao ship nha, bên em bán có cọc nha. Mã số 90 nha. Rồi mã số 91 nè, iPhone 4G nha, 16GB, bỏ sim nghe gọi tốt lắm. Cây này là inox nguyên khối luôn. Rồi cây này em bán nghe gọi nha, 300 ha, mã số 90 nha. Đó, mã số 90 bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha. Đó, máy móc ok luôn, iPhone 4G nha. Nó tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha, bỏ sim nghe gọi không cũng tốt ha. Rồi 300K nha, mã số 91 ha.
Rồi mã số 92 nè, Galaxy Z2 Prime nha, học online tốt Android 6 chấm luôn. Em bán 350 nha. Bỏ được hai sim luôn, 4G luôn ha. Đó, cuốn hàng Sam luôn. Máy móc ok, rin nguyên cây, full chức năng luôn, rin luôn ha. Màn hình rin, men rin hết toàn bộ luôn. Đó, em bán có 350 thôi, mã số là 92 nha. Rồi mã số 93, 94 nè ha. Mã số 94 là Lenovo A nha, RAM 2, bộ nhớ 16. Android là 5 chấm luôn, em bán 350 luôn, mã số là 94 nha. Cây này cũng xài được hai sim luôn, máy móc ok của Lê luôn ha, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng vô con rồi. Rồi máy full chức năng rin nguyên cây luôn ha, 350 mã số 94 nha. Rồi mã số 96 nè, cây này cái Note C1 nha, Note C1 RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Cái này cũng bán là 500 nha, mã số là 96 nha, xài được hai sim, máy móc ok, rin nguyên cây, full chức năng, rin hết toàn bộ luôn ha. Đó, màn hình rin, men rin, rin hết luôn, pin thì tốt, full chức năng luôn ha. Rồi cây này em bán 500 nha, mã số là 96 nha. Rồi mã số 97 nè, Sony M5 nha, Sony C5, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm, nó xài được hai sim. À, rút cái lưỡi này ra, bỏ được hai sim, thẻ nhớ nằm đây ha, cái nắp đậy này mất rồi ha. Rồi cây này em bán 500 nha, mã số là 97 nha, máy móc ok, rin nguyên cây, full chức năng luôn, màn hình rin luôn, man rin luôn, nó không nứt không bể không gì hết luôn, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha, camera tổ mẹ như mắt thò lòi luôn, nó tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha, xài tốt lắm, pin thì trâu lắm, nó máy móc ok luôn, xài được hai sim luôn ha, 500k thôi, mã số là 97 nha. Mã số 98 nè, iPhone 6G nha, nó bị đớm một miếng nha, quốc tế luôn nha, là quốc tế nghĩa bỏ sim nào cũng được ha. Đó, iPhone 6 luôn, nó mất vân tay, 64GB luôn, cây này 64GB luôn, em bán có 550, bằng ngang ngửa với cái cây iPhone 5C ha, 5S ha, cây này 6 luôn ha, em bán có 550, mã số là 98 nha. Đó, cây này thì tải ứng dụng được hết, tất cả ứng dụng nha, ai muốn tải thì gắn tài khoản vô thì tải nha. Đó, máy móc bị đớm miếng tí nị, không ảnh hưởng gì hết nha. À, máy sạch sẽ, full chức năng ha, quốc tế luôn. Rồi cây này em bán có 550, mã số là 98 nha. Rồi mã số là 99 nè. Đó, 99 là con bướm ha, 99 đẹp ha. À, Sony XA1 nha, cây RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này RAM 3 vẫn nhớ 32 mà em bán có 550, mã số 99 nha, sạc DTC ha, vỏ là xấu qua 5 tháng thôi. Đó, pin thì tốt ha, xài được hai sim luôn, máy móc ok luôn, pin thì tốt lắm, máy móc ok, test sim đã lắm. Rồi mà tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, màn hình rin, men rin hết toàn bộ, sạc DTC, máy móc ok, xài hai sim luôn. Đó, mã số 99 có 550 thôi nha. Rồi mã số 100 nè, cây này cây Redmi 6 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 600 nha. Đó, mã số là 100 nha, 100 ha. Đó, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Mã số 100 ha, Redmi, Xiaomi ha, có găng tay nè, camera kép nè, có 2 sim 4G luôn ha. Đó, mã số 100 bán có 600k thôi. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi, máy móc ok, full chức năng, rin nguyên cây luôn nha, màn hình rin, men rin luôn, màn hình cũng không có chày gì mấy nha. Đó, màn hình cũng đẹp luôn ha. Đó, 600k nha, mã số là 100 ha. Rồi 101 nè, cái Redmi Note 4 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, à, Android nó là 7 chấm, em bán 650 thôi, găng tay một chạm, camera kép, đèn led kép, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G luôn ha. Đó, Android nó 7 giấm luôn, RAM 3 nha, xài được 8 nhân, mỗi nhân 2Hz nha. Em bán có 650, mã số là 101 nha. Cái này rồi, xài máy móc ok, full chức năng, rin nguyên cây luôn nha. Đó, màn hình rin, men rin, rin hết luôn, rin toàn bộ luôn nha. Tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Đó, ứng dụng em tải sẵn hết trơn rồi, đẹp Kensho Pen, màn hình đẹp lắm ha. Rồi 101 nha, 650 nha. Rồi 105 nè, cây này Redmi Note 4 nha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Đó, cây này em bán 650, có găng tay một chạm ha, có hồng ngoại, đèn led kết ha, 2 sim 4G luôn, máy móc màu đen ha, máy móc full chức năng, rin nguyên cây luôn. Đó, rin luôn, máy móc rin hết toàn bộ luôn nha. Đó,
Đó, tải sẵn dụng cho bà con luôn, máy móc ok, full chức năng luôn ha. Màn hình đẹp luôn. Rồi cây này 105 nha, 650 nha, RAM 3 ra tải được 8 nhân, mỗi nhân 2 Hz luôn ha. Rồi 106 nè, cây này đẹp ha, màu trắng nha. Quá đẹp luôn, cây VMAXJOY 1 nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm rất là mạnh mẽ luôn ha. Màu trắng đẹp, găng tay một chạm đẹp quá trời luôn. Đèn led két luôn nha. Nó xài được 2 SIM 4G luôn. Em bán có 700 rồi nha. RAM 3 bộ nhớ 32 mà Android 9 luôn, em bán có 700. Riêng nguyên cây full chức năng luôn. Đẹp ken luôn, sạc cùng đuôi taxi luôn nha. Ủa, cây này nó đẹp đẹp hay sao ha. Nó trắng trắng. Nó tải ứng dụng sẵn cho bà con luôn, full chức năng luôn, riêng luôn nha. Nó pin thì trâu như con bò luôn. Nó nặng kịch mà gọn đẹp lắm, nó sang quá ha. Rồi có 700k nha, mã số là 106 nha. Rồi 107 ha, cây này Galaxy Z7 Prime nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm luôn nha. Cây này em bán 700 luôn, của thằng Sam luôn nha. Đó, mã số là 107 nha. À, máy móc xài được 2 SIM 4G luôn, găng tay trên nút home luôn. Đó, riêng nguyên cây luôn nha, màn hình riêng man riêng riêng hết luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn à, pin cũng tốt, xài được 2 SIM luôn. Mã số là 107 nha, 700k nha. Rồi 110 nè, 110 là Galaxy S7 Edge nha. Nó bị nứt ha. Màn hình mà nứt ở dưới đây nữa ha, màn hình Super AMOLED cong luôn nha. Cây này RAM 4 nha, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 800 nha. 800k mã số là 110 nha. Đó, có sạc không dây, có đo nhịp tim ha. Cây này phiên bản này xài được 2 SIM nha. Phiên bản Việt Nam xài được 2 SIM luôn. Đó, màn hình nè, màn hình Super AMOLED có con cá lội nha. Vô màn hình trắng nè, máy móc trong veo ha. Đi bị nứt kính thôi, đi ép kính được luôn nha. Màn hình này giờ có giá trị lắm. Đi ép kính thôi để dành để thay cho người ta không giá 1 triệu mấy 2 triệu. Mà em thì thích bán vậy đó, cho bà con trải nghiệm màn hình công Super AMOLED ha. Cây này em RAM 4 nha. Em bán có 800 hả, mã số là 110 nha. Rồi 111 nè. Cây này là Galaxy S6 Edge Plus nha, S6 Edge Plus. RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này em bán 850 nha, mã số là 111 nha. Nó cây này thì không nứt không gì hết, bị trầy thôi. Bị trầy không nứt nha. Đó, màn hình hơi ám nha. Màn hình Green Man cây luôn, hơi ám nha. Đó, em cho coi cái ám ha. Em tăng ánh sáng lên cho nó đừng chớp nha. Tại vì camera quay vô màn hình Super AMOLED là phải vậy ha. Đó, màn hình ám nhẹ nha. Xài bình thường, găng tay trên nút home, màn hình Super AMOLED cong luôn nha. Đó, sạc không dây luôn. Đó, RAM 4 luôn, 850 nha, mã số là 111 nha. Rồi 113 nè. Cây này Galaxy Z7 Plus nha. Z7 Plus thì sở hữu RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó là 11 chấm. Cây này camera kép luôn, xài được 2 SIM 4G luôn ha. Đó, em bán 900 nha, mã số là 113 nha. Vỏ này nó chày qua 5 tháng nha. Đó, máy móc ok, màn hình thì không chày nha. Găng tay một chạm ha. Đó, găng tay trên nút home. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình thì đẹp ha. Rồi cây này full chức năng luôn nha, 900k, mã số là 113 nha. Rồi cây 116 nè, cây Redmi Note 11 nha. Đó, RAM 4 cộng 3, bộ nhớ 128. RAM 4 cộng 3 là 7, hơn RAM 7, bộ nhớ 128, Android 13 chấm. Cây này em bán 2 triệu 3 nha. 1, 2, 3, 4 camera, một đèn led ha. Cây này pin trâu lắm, sạc đuôi taxi ha. Của Hồng My luôn, có hồng ngoại, xài được 2 SIM luôn nha. Em bán 2 triệu 3 nha, mã số là 116 nha. Máy móc đẹp lắm nha, máy móc đẹp nha. Đẹp ken spen luôn, quá trời đẹp luôn. Cái máy này mạnh dữ dằn lắm, màn hình đục lỗ luôn nha. Đó, màn hình đục lỗ luôn chứ không phải thường luôn nha. Cái nó găng găng tay trên nút nguồn nha. Máy móc đẹp ken luôn ha. Rồi mã số là 116 nha, 2 triệu 3 ha. Đầu tiên là cây 65, cây này cây Moto C ha, cây học online tốt, Android nó 7 chấm luôn, em bán có 350 rồi. Đó, không nước không bể không gì hết, chạy nhẹ thấy ha. Bỏ được 2 SIM luôn, nghe gọi tốt lắm, riêng nguyên cây full chức năng luôn. Đó, pin cũng tốt, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng rồi nè. Đó, chỉ cần chơi ở trên ứng dụng này ha, với lại bỏ SIM nghe gọi cũng lời nữa ha.
máy móc ok, full chức năng ha. Rồi cây này có 350, mã số là 65 nha. Moto C ha. Đó, xài bền lắm. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Cọc 100 thì em sẽ bao ship ha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Bên em bán có cọc nha, cọc mới bán nha. 350 nha, mã số 65 ha. Mã số là 60. Rồi cây này là 65X đi ha. À, cây này em Nokia 2 RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm ha. Cây này cũng xài được hai sim luôn ha, của thằng Nô luôn. Em bán 400 nha. À, bỏ được hai sim, dỡ nắp lên bỏ được hai sim nha. Máy móc ok, full chức năng. Này nguyên một khối nhôm ha, đã ha. Nó màn hình zin luôn nha. Của thằng Nô luôn á, xài rất là bền ha. Nô hồi đó nổi tiếng lắm. À, máy móc ok luôn ha, tải sẵn ứng dụng cho con này ha. À, cây này 400 nha. Mã số là 65X nha. Rồi mã số 67 nè, Galaxy Z3 20 nha. Cây này học anh lại tốt, Android 5 chấm, em bán 450 nha, mã số là 67 nha. Cây này bỏ được hai sim của thằng Sam luôn, zin nguyên cây luôn. Màn hình zin, men zin zin hết, tải sẵn ứng dụng cho con luôn, pin tốt, pin GG ha, dễ thay, dễ sửa, dễ xài ha. Mã số là 67 nha, 450 nha. Rồi mã số là 68 nè, cây Galaxy Z500 nha, học online tốt, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán cũng 450, mã số là 68 nha, xài được hai sim. Máy móc full chức năng, rin nguyên cây luôn, màn hình rin, men rin rin hết luôn ha, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Z500 nha. Đó, của thằng Sam luôn, máy móc ok, full chức năng ha, 450, mã số là 68 nha. Rồi 69 nè, cây này cây Galaxy S5 nha. Cây này có đo được nhịp tim, có hồng ngoại luôn nha. Đó, cây này rin nguyên cây, full chức năng, màn hình rin, men rin hết, máy móc full hết luôn ha. À, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 450 luôn, mã số 69, lộn ngược lộn xu luôn ha. Đó, máy móc ok, full chức năng, màn hình Super AMOLED luôn, rin luôn, tả luôn ha. Đẹp lắm. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con, test sim ok hết luôn ha. Rồi, vỏ thì xấu qua 5 tháng à. Rồi mã số là 69 nha, 450 nha. Rồi mã số 70 nè, cây V Max B ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 450 luôn. Đó, máy móc ok, xài được hai sim luôn nha, mã số 70 nha. Đó, máy móc em tải sẵn ứng dụng cho con ha. Đó, V Max B nha, tải sẵn ứng dụng rồi. Đó, test sim rồi, máy móc ok luôn ha. Đó, cây này mã số 70 nha, 450 V Max B ha. Rồi mã số là 71 nha. Cây này cây Galaxy 7A, Redmi 7A, tiếng Anh ha. Cây RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Cây này xài tốt lắm. Cây này mà không bị tiếng Anh em bán tới 600 ha. Cây này tiếng Anh là cái file của tiếng Anh thôi, nếu gần nhà có thợ nào giỏi giỏi chạy cái file tiếng Việt vô ha. À, cây này em bán 500 nha, Android 9 chấm luôn, của Mi nó mạnh lắm nha. Máy móc ok, mã số là 71 nha. À, đường cái riêng nguyên cây, full chức năng luôn. Ừ, tiếng Anh những ứng dụng là tải vô là tiếng Việt nha, chỉ có cài đặt là tiếng Anh thôi đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn nha. Đó, kéo lên đó, máy móc ok, full chức năng ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Rồi mã số là 71 nha, 500k thôi, chơi được tất cả ứng dụng luôn ha. Rồi mã số là 73 nè, cây V Max Start 3 nha. V Max Start 3 bị lót ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 10 chấm. Cây này em bán 550 nha, găng tay một chạm, camera kép nè, pin thì trâu ha. Đó, sạc đôi tay si ha. Đó, xài được hai sim 4G luôn. Đó, có găng tay một chạm luôn, 550 nha, mã số là 73 nha. Màn hình này không nứt không bể không gì hết luôn nha, bị lót nhẹ ăn miếng ha. Để em cho coi cái lót. Đây, nó lót ở đây sáng đây nè ha, lót nhẹ ăn miếng đó ha. Nó không ảnh hưởng gì hết nha, màn hình này riêng luôn nha. Rồi máy móc ok, full chức năng ha. Rồi mã số là 73, 550 nha. Cây 75 là con dê bơ lớn nè. Cây này Galaxy S6 ha, nó bị tróc thỉ ha, tróc thỉ ở ngoài nha, không nứt không bể không gì hết, màn hình đẹp nha,
màn hình Super AMOLED có sạc không dây ha, có đo nhịp tim ha, có hồng ngoại nha. Đó, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 600 thôi. Màn hình dư giá tiền luôn ha. Đó, màn hình không mà đủ tiền. Đó, bán có 600 mã số là 75 nha. Đó, máy móc là màn hình Super AMOLED luôn. Màn hình cực kỳ luôn ha. Đó, màn hình Super AMOLED luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. À, bỏ sim nghe gọi ok, găng tay cho đúng hôm ha. Rồi cây này em bán 600 thôi, mã số là 75 nha. Rồi cây sao 78 nè. 78 là Galaxy A5 2017 nha. Nó RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này u nù, nó tròn tròn lụm lụm ha. Màn hình Super AMOLED. Nó chỉ sạc một đuôi Type-C, xài được hai sim. Em bán 700 nha, mã số là 78. 700 là chưa đủ tiền cái màn hình này luôn á. Đó. Đó, màn hình Super AMOLED luôn á. Đó. Đó, máy móc ok, zin nguyên cây full chức năng luôn. Bên em bán có cọc nha, ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay 100 nha, cọc 100 thì em sẽ bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Rồi máy móc ok full chức năng ha, cây 78 nè, 700k nha. Rồi cái 79 nè, cây này cũng là Galaxy A5 2017 luôn, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm. Cây này có sạc bằng đuôi Type-C ha, sạc không dây ha. Đó, máy móc ok luôn, màn hình Super AMOLED luôn. Đó, găng tay trên nút home luôn. Đó, em tải sẵn con cá rồi, pin tốt, máy móc ok full hết luôn. Đó, cây này em bán 750 nha, mã số là 79 nha, 750 nha. Đó, máy móc ok full chức năng ha. Rồi mã số là 81 nè, Galaxy A6 nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm. Cây này full chức năng, riêng nguyên cây luôn. Găng tay một chạm đây nè. Đó, xài được hai sim 4G luôn. Hai sim một thẻ nhớ luôn nha. Đó, cây A6 nữa ha. 750 thôi, mã số là 81 nha. Em bán có 750 rồi nha. Đó, máy móc ok full chức năng ha. Đó. Máy móc ok luôn ha. Cây này nó hơi ám nhẹ tí nỉ ha, được cái màn hình zin nha, zin nguyên cây luôn, màn hình zin luôn nha. Rồi 750 thôi, mã số là 81 nha. Rồi 82 nè, cây Galaxy Z6 Plus nha, Z6 Plus RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm. Cây này em bán cũng 750 thôi, có camera kép nè. Đó. Máy móc ok, xài được hai sim, găng tay trên nút nguồn ha. Đó, cái A6 Plus em tải sẵn ứng dụng cho bà con ha, tải sẵn ứng dụng luôn, máy móc ok luôn ha. Đây nó, cây này em bán có 750 rồi nha, mã số là 82 nha. A6 Plus Z6 Plus. Em có cây Galaxy Z7 Plus nha, RAM 4 bộ nhớ 6 RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cây này em bán 950 nhưng mã số là 85, xài được hai sim nha. Nó camera kép luôn nè, RAM 4 nha, của thằng Sam luôn. Đó, máy móc ok full chức năng luôn nha. Máy móc ok full chức năng luôn, không lỗi gì hết nha. Đó. Máy móc đẹp luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Đây tải sẵn ứng dụng luôn à. Găng tay trên nút home luôn nha. Đó, máy móc ok cũng còn đẹp ha. Rồi 950 nha, mã số là 85 nha. Galaxy Z7 Plus nha. Rồi cây đầu tiên là mã số 35 nè. Cây này Galaxy Z200 nha. Nó riêng nguyên cây full chức năng luôn, màn hình riêng Mandarin của thằng Sam luôn. Xài được hai sim nha. Bỏ sim nghe gọi tốt lắm, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Đó, cây này em bán rẻ cho bỏ sim nghe gọi cũng được ha. 300, mã số là 35 ha, xài được hai sim luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi đó. Nó đầy đủ ha. Đó, bỏ sim nghe gọi được hai sim luôn. Rồi cây này 35 nha, mã số là 35, 300k ha. Bên em bán có cọc nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Cọc 100 thì em sẽ bao ship nha. Rồi chuyển khoản ngân hàng thì nói em gửi mã ngân hàng qua ha. Rồi ai không biết thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc Viettel xong rồi điện cho em ha. Rồi mã số 35. Mã số 37 nè, cây Mobitax C2 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn.
đặc biệt cây này có găng tay luôn ha, pin thì trâu như con bò, xài được hai sim luôn, mã số là 37 nha, bán có 300k thôi, 300k nha. Màn hình không nứt không bể không gì hết, tróc thủy đen tí nỉ ha, không ảnh hưởng gì hết nha. À, máy em tải sẵn ứng dụng luôn rồi, à, máy tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha, máy móc ok ha. À, bỏ sim nghe gọi tốt luôn, hai sim luôn nha. À, pin thì trâu lắm, nặng kịch. Rồi cây này 37, mã số là 37 nha, 300k ha. Rồi 39 nè, cây này cây Galaxy Z200 nha, học online top Android 5 chấm luôn. Cây này em 400 mà em bán còn 350 luôn, hạ cho bà con ha. Đó, riêng nguyên cây full chức năng của hàng Sam luôn, xài được hai sim, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa. Mã số là 39 nha, có 350 mà mua cụ bắp cũng vậy à. Bây giờ nó còn có 3G, không có 2G nữa, mua cụ bắp xài không được ha. Bây giờ mình mua cái cây này ha, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa, có 350, mã số là 39 nha. À, màn hình rin men rin rin hết toàn bộ luôn, máy móc ok full chức năng không lỗi gì hết, wifi đầy đủ, pin thì tốt ha, tải sẵn ứng dụng luôn cho bà con rồi ha. Rồi cây này em bán 350, mã số là 39 nha. Rồi mã số là 40 nè, cây này cũng là Galaxy Z200 màu vàng ha, màu gold ha, học online top Android 5 chấm luôn, em bán 350 luôn, mã số là 40 nha. Nó hai sim luôn, đon là hai sim nha, rin nguyên cây full chức năng, màn hình rin men rin rin hết. À, máy móc ok, pin thì tốt, bỏ sim nghe gọi alo alo cũng lời nữa ha. Nó tải sẵn ứng dụng rồi, khỏi cần tải nữa ha, nếu mà con tải nữa thì nó sẽ chậm ha. Em tải như vậy là vừa đủ chơi vừa đủ xài rồi ha, mình có 300, có 350 nên hạn chế nha, bỏ sim nghe gọi cũng lời rồi ha. Nó có bao nhiêu chơi nhiều ha. À, tải được chứ không phải là không tải được, chứ em không nói ha, nhưng mà tải nhiều thì nó chậm, tại mình có bán có 350. À, mã số là 40 nha. Rồi mã số là 44 nè, cây này cây Galaxy Z320 nha, cây này học online top Android 5 chấm luôn, em bán 450 nha, riêng nguyên cây full chức năng luôn của thằng Sam luôn, xài được hai sim luôn nha. Đó, hai sim 4G luôn, mới ghê chứ, máy móc ok full chức năng, màn hình rin men rin rin hết nha. À, cây này em bán có 450 nha, mã số là 44 nha, bỏ sim nghe gọi đã lắm ha. Rồi mã số là 45 nè, cây cây Mobitouch E1 nha. Nó RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán 450 nha, 450 ha, mã số là 45 nha. Găng tay một chạm nè, pin thì trâu như con bò, xài được hai sim 4G luôn. Máy móc ok, full chức năng, màn hình rin luôn, men rin rin hết luôn, pin thì tốt lắm. Tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn nè, nó một nồi ứng dụng luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn ha. Rồi cây này em bán có 450 à, mã số là 45 nha. Cây này pin trâu bự lắm ha, đó, bằng cỡ tay em luôn nha. À, máy móc ok full chức năng luôn, pin thì tốt lắm. Rồi 450 ha. Rồi mã số là 46. Cây này cây Lenovo A7000 nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán có 450 à, mã số là 46 nha. À, máy móc ok luôn, vuông vuông đẹp đẹp ha. Màn hình rin men rin rin hết luôn, full chức năng không lỗi gì hết nha. À, lỗi thì em báo, còn không lỗi thì mới móc ok luôn, test sẵn hết toàn bộ cho bà con rồi ha. Màn hình không nứt không bể không gì hết luôn ha. Rồi 450, mã số là 46 nha. À, 450 ha. Rồi mã số là 47 nè, cây này cây ZTEC B51 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Em bán cũng có 450, xài được hai sim nha. Cây này pin trâu lắm, mỗi hai sim một thẻ nhớ, muốn gắn sim á, ở chỗ này có cái hở khớp nè ha, giật cái nguyên cái này lên, sim nó nằm ở đây nha, đút xuống ha, nó có ba rãnh nha, hai sim và một thẻ nhớ nha. Cây này em bán 450 nha, mã số là 47, pin thì trâu như con bò với nặng kịch, đó, pin trâu lắm nha, máy móc ok full chức năng luôn, mới ghê chứ, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi luôn ha. Đó, bao nhiêu ứng dụng này là xài vô tư rồi, đó, có đủ ứng dụng rồi ha. Máy móc ok luôn ha, mã số 47, 450 nha. Rồi mã số là 48 nè, Galaxy Z5 Prime nha. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 500k rồi nha. Mã số là 48 của thằng Sam luôn, bán có 500k thôi. Xài được hai sim một thẻ nhớ luôn. Đó, hai sim một thẻ nhớ luôn nha. Máy móc ok full chức năng luôn, găng tay trên nút home luôn. Cây này màn hình rin luôn, lót nhẹ thôi. Đó, lót ở đây tí nỉ một trắng trắng nè, nhưng mà không ảnh hưởng gì hết nha. Đó, đựng cái màn hình rin men rin rin hết luôn ha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn. Đó, máy nó cũ qua 5 tháng thôi, xài tốt lắm, 500k thôi.
Android 7 chấm luôn, mã số là 48 nha. Rồi mã 52 nha, cây này cây Movitas S2 nè. Đó, RAM 3 luôn, bộ nhớ 32 luôn, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 600 rồi nha. Nó mạnh lắm cực kỳ luôn. Nó xấu vỏ qua 5 tháng thôi. Đó, găng tay một chạm nè, có hai sim luôn ha. Máy móc ok luôn, mã số 52 nha, 600k và RAM 3 luôn. Rin nguyên cây full chức năng luôn nha. Đó, máy mạnh lắm. Máy móc nó chạy không thấy đường luôn. Cây này mà RAM 3 luôn, cực kỳ mạnh luôn ha, pin thì trâu lắm. Bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha. Rồi 600k thôi, mã số là 52 nha. Rồi mã số là 53 nè. Cây này cây Vivo i51A ha, RAM 4 nha, bộ nhớ 64, Android nó 7 chấm nha. Đó, cây này em bán 700 thôi. Vivo nha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn. 50 mã số là 53 nha. Đó, máy móc full chức năng riêng nguyên cây luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con, pin tốt luôn. Đó, máy RAM 4 nó chạy đã lắm ha. Rồi mã số là 53 nha, 700k ha. Rồi mã số là 55 nè. Cây này cây Galaxy Z6 nha. Đó, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm luôn. Cây này em bán 700 nha, có cái găng tay một chạm nữa ha, của thằng Sam luôn. Đó, bị nứt cái vỏ ngay chỗ này một chút ha. Đó, mà nứt vỏ này một chút mà giờ mà thay cái vỏ này thì đôn tiền lên nữa thôi, để như vậy ha. À, bà con về nếu để về xài còn không mua cái ốp lưng ha. Em bán có 700 rồi nha, mã số là 55 ha. Cây này xài được hai sim luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Máy móc ok full chức năng luôn. Đó, máy móc này chạy không thấy đường luôn ha. Rồi tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Rồi cây này em bán giá là 700 nhưng mã số là 55 ha. Rồi mã số là 56 nè. Cây này cây Huawei Nova 2i nha. RAM 4 nha, bộ nhớ 64, Android nó 8 chấm luôn. Đó, cây này em bán có 700. Găng tay một chạm, camera kép, găng hai sim ha. Xài được hai sim luôn. À, em bán 700, mã số là 56 nha. Đó, Nova 2i, hồi đó cũng nổi tiếng một thời luôn, chúng phải đơn giản đó ha. Đó, rin nguyên cây luôn. Đó, máy móc ok, xài sẵn dụng cho bà con luôn, pin thì tốt lắm. Đó, máy móc ok luôn ha. À, CH Play Google đầy đủ luôn, máy móc ok full ha. Đó. Rồi cây này em bán giá 700 nha, mã số là 56 nha. Mã số 58 nè. Đó. Mã số 58 là Huawei Nova 2i nha, RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán 800 nha. Mã số là 58 nha, máy móc ok đẹp nha. Đó, rin nguyên cây full chức năng luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Đường cái là rin nguyên cây full chức năng, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, pin thì tốt ha. Đó, xài được hai sim luôn. Bán 800 nha, mã số là 58 nha. Rồi mã số là 59 nè, cây Realme 8 nha. Realme 8 RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm luôn, RAM 4 nha. Chơi được tất cả các loại game Liên Quân, Free Fire, VF luôn nha. À, em bán có 800, găng tay một chạm, camera kép nè ha. À, có hồng ngoại luôn nha. Xài được hai sim 4G luôn, mã số là 59 nha. À, 59 luôn, sạc đuôi tai si luôn. Máy móc ok, pin thì trâu luôn. Mặt trước thì màn hình thì gọi là màn hình giọt nước nha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con có Liên Quân luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn game cho bà con luôn, sẵn rồi nè. Đó, máy móc nó chơi được tất cả các loại game luôn nha. Rồi cái này em bán có 800, mã số là 59 nha, mã số 59 nha. Rồi mã số 63 nè, cây Galaxy S8 Plus nha. Đó, RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm. Cây này thì xài được hai sim, em bán giá là 2,3 triệu ha. Có găng tay một chạm nè, có đo nhịp tim nè, có sạc không dây nè, có sạc một đuôi tai si nè. Đó, xài được hai sim, màn hình Super AMOLED trong luôn nha. Đó, không nứt không bể không gì hết luôn nha. Máy móc ok full chức năng luôn. Đó, máy móc đã lắm, đó cực kỳ luôn ha. Màn hình trong vắt luôn, ok đã lắm ha. Rồi không hư không bể không gì hết luôn, 2,3 triệu nha. Đó, mã số 63 nha. Đó, găng tay một chạm luôn, xài được hai sim luôn, sạc đuôi tai si luôn, màn hình Super AMOLED luôn nha. Rồi 2,3 triệu nha, mã số là 63 nha. Rồi 64B nè, cây này cây Net 7 nha, cây Net 7 em bán giải trí nha, em bán 400 ha. À, máy móc ok full chức năng luôn ha, bỏ sim được luôn nha, chỗ này gắn sim nè.
Đó, vỏ thì cũ thôi, màn hình thì đẹp nha. Màn hình thì ok luôn, full chức năng ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con ha. Đó, máy móc không nứt không bể không gì hết, riêng nguyên cây full chức năng luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng rồi ha. Bỏ sim nghe gọi ok luôn ha. Rồi cây này có, em bán giá có 400 rồi nha, mã số là 64B nha. Em có cây TAP 1331 ha, của Hoàng Sam ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Đó, cây này em bán 600 nha, mã số là 64C nha. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn, không lỗi gì hết. Đó, riêng nguyên cây luôn. Đó, chỉnh chế độ mà quay quay luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi ha. Máy móc ok luôn. Đó, màn hình thì đẹp luôn ha. Màn hình này đẹp luôn, rất mạnh nha. Máy móc ok luôn, RAM 2, bộ nhớ 16, Android cho nó 8 chấm luôn, 9 chấm luôn nha. Em bán 600 nha, mã số là 64C nha. Máy móc ok luôn. Cây này cũng xài được một SIM một thẻ nhớ nha. Rồi 600k. Máy rửa bèo cho bà con coi ha. Rồi cây đầu tiên là mã số 20 nè, cây này cây Apple A51W nha, cây này bị nứt, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này bị nứt nên em bán có 300 rồi nha. Gắn được hai SIM luôn, có hồng ngoại luôn nha. Máy móc ok, full chức năng luôn. Đó, bị nứt có một đường một giữa nè. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn, máy móc ok, full chức năng, pin thì tốt. Bỏ SIM nghe gọi cũng lời, có 300k ha, mã số là 20 nha. Rồi mã số 21 nè, G530 ha, cây 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 Galaxy G530 ha, của thằng Sam luôn, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 300 nha. 300k xài được hai SIM luôn ha. Máy móc ok luôn ha, rin nguyên cây luôn. Mã số 21 nha. Nó có 300k, mua cái này về nó bỏ SIM nghe gọi cũng lời nữa. Đó, máy móc ok, pin thì tốt ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Cũng còn đẹp ha, rin luôn nha. Rồi cây này mã số 21 nhân 300k nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Cọc 100 thì bao ship nha. Bên em bán có cọc nha. Rồi mã số 22 nè, Oppo Neo 7 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 350 nha, bỏ được hai SIM luôn, máy móc ok, full chức năng luôn, rin nguyên cây luôn. Đó, màu trắng đẹp cực kỳ luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Máy móc ok luôn ha. Tải sẵn ứng dụng luôn. Bỏ SIM nghe gọi tốt lắm, bền lắm ha. Rồi mã số là 22 nha. 350 nha. Rồi mã số là 33 nè. Cây này cây Galaxy Z200 nha. Cây này hơi ám. Em bán 300 nha, bỏ SIM nghe gọi ok luôn, không nứt không bể không gì hết luôn. Máy móc ok luôn ha, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Bỏ SIM nghe gọi cũng lời, nó có 300k ha. Hai SIM luôn nha, mã số là 23 nha, của thằng Sam luôn á. Máy móc cũng còn đẹp cứng khừ luôn ha. Rồi mã số 24 nè. Cây này Galaxy Z500 nha, cây này học online tốt luôn ha. Android 5 chấm, cây này bị nứt nha. Mã số là 24 nha. Cây thường thường em bán 500, hôm nay em bán 350 do bị nứt một đường ha. Nó nứt góc nè, không ảnh hưởng gì mấy nha. Máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con à. Đó, máy móc ok luôn. Em bán có 350 à. Rồi, mã số là 24 nha, 350 ha. Nó xài được hai SIM luôn nha. Rồi mã số 25 nè. Galaxy Z200 nha, cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này full chức năng, rin nguyên cây, em bán có 350 rồi, mã số là 25 nha, hai SIM luôn nha, của thằng Sam luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn ha. Rin luôn, màn hình rin, men rin, rin hết luôn, bỏ túi nghe gọi gọn hơn rồi. Em bán giá bèo luôn có 350 rồi, bỏ SIM nghe gọi cũng lời ha. Đó, 350 mã số là 25 nha. Rồi mã số 26 nè, cũng ra là Galaxy Z200 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây bữa em bán 400 nên em sụp luôn còn 350 nha. Mã số là 26, xài được hai SIM luôn. Máy móc ok, full chức năng, rin nguyên cây, màn hình đẹp luôn. Đó, máy móc ok, đẹp ken span luôn ha. Màu trắng nha. Rồi em bán giá là 350, mã số là 26 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Cọc 100 thì bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Bên em bán có cọc nha. Rồi cái cây này cây GTS 1516 nè. Cây này GTS 1516 Plus nha. Xài được hai SIM. Mà máy móc ok, full chức năng ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 350 luôn. Bỏ hai SIM ở trên đây ha. Ngay chỗ này nè, bấm dở cái nắp này lên ha. Bỏ hai SIM một thẻ nhớ nha. Rồi pin thì trâu lắm. Em bán 350, mã số là 27 nha. Máy móc thì rin nguyên cây, full chức năng luôn.
đó, pin thì tốt đó, máy móc ok luôn ha, màn hình Ryzen Tri tải sẵn dụng vô con luôn ha đó, cái này pin trâu lắm, mã số là 27 nha, 350 ha. Rồi mã số 28 nè, cây này KV Max RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha, thường thường cây này cũng bán 500 nên em bán 400 thôi. Mã số là 28, xài được 2 sim, pin thì trâu ha. Máy móc ok luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi ha. Đó, tải sẵn ứng dụng nè. Đó, ứng dụng này chơi được hết toàn bộ ha. Những ứng dụng mà em tải là chơi được hết. Máy móc riêng nguyên cây full chức năng nha, 400k mã số là 28 nha. Mã số 30 nè, iPhone 6G nha, bị nứt cái tí nỉ ở dưới góc nè, đó, nứt cái tí nỉ ha. Cây này thì riêng nguyên cây ha, nút gì nó mi mất chân tay thôi, full còn lại là full chức năng ha. Nghe gọi tốt lắm. 16G em bán 700 nha. Cây này thì gắn tài khoản vô tải, muốn tải gì tải ha, tải được hết tất cả ứng dụng nha, chơi được Liên Quân, Wi-Fi, Bluetooth luôn nha. Đó, máy móc ok, iPhone 6G đó, chứ không phải thường đâu. Có bán có 700k, hồi trước em cầm tới 7-8 triệu đi mua nữa, bây giờ có 700 mà, mã số là 30 nha. Rồi mã số 31 nè, em có cây Redmi 5 Plus nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này thì mạnh lắm, chạy được 8 nhân nha, đó, chơi được Liên Quân, Wi-Fi, Bluetooth luôn. Đó, cây này em bán 800, mã số là 31 nha, có găng tay một chạm nè, có hồng ngoại nè, xài được 2 sim 4G luôn. Đó, chuyên về chơi game nha, máy rất là mạnh mẽ, máy móc ok full chức năng luôn nha. Đó, rin luôn, màn hình rin, men rin, rin hết luôn, rất là mạnh nha, nó chạy cực kỳ đã luôn, pin thì trâu nha, máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Rồi cái này em bán 800 nha, mã số là 31 nha. Rồi đầu tiên là cây không không nè, cây Oppo Neo 7 nha, cây này màu đen nó bị nứt chày ở sau lưng ha. À, bị nứt luôn, học online tốt Android 5 chấm luôn, em bán 250 bỏ sim nghe gọi tốt, 2 sim luôn nha, em test sim ok luôn, bị nứt bỏ uổng quá mà, cây này bán uổng ha, em cảm ứng thì xài bình thường hết luôn, bỏ sim 2 sim nghe gọi luôn, pin thì tốt đó, nứt thôi chứ xài bình thường ha. Mã số là 00 ha, 250 nha, ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha, cộng 100 thì bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì em cho số ha. À, bên em bán có cọc nha, cọc qua thì em bán ha. Mã số 00 250 ha. Rồi mã số 01 nè, Oppo Neo 7 luôn cũng bị nứt ha. Đó, bị nứt con tí nỉ ở trên này nè. Màn hình nó hơi sáng đèn ngay chỗ này tí ha. Nhìn nghiêng thấy ha. Màn hình thì đẹp ha, máy móc ok full chức năng nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi đó. Đó, pin thì tốt, xài được 2 sim luôn. Máy móc ok luôn, em bán cũng 250 nha, mã số là 01 nha. Rồi 04 nè, cây này cây Oppo Neo 7 nha, học online tốt Android 5 chấm luôn, 350 màu trắng nha, máy móc full chức năng không đổi lỗi gì hết luôn nha, không nứt không bể không gì hết luôn, rin nguyên cây full chức năng, màn hình rin men rin rin hết, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi ha. Đó, rin hết toàn bộ luôn. Rồi cây này em bán 350 nha, mã số là 04 nha. Rồi mã số 08 nè, cũng là Oppo Neo 7 luôn, cây này màu vàng nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm, còn cây nãy là màu 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 hồng nha. Cây này em cũng bán 350, mã số là 08 nha, bỏ được 2 sim nghe gọi ok, full chức năng rin nguyên cây luôn. Đó, máy móc rin hết toàn bộ, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Máy xài được 2 sim luôn của Hùng Bồ luôn ha, 08 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha, cộng 100 thì em sẽ bao ship nha. Bên em bán có cọc nha. Rồi 08 nha, 350 ha. Rồi 09 nè, cây này cây Galaxy Z320 nha, hơi ám nhẹ màn hình nha, RAM 2, cây này học online tốt Android 5 chấm luôn, cây này em bán 400 nha, xài được 2 sim 4G luôn ha. Mã số là 09 nha, cây này thì rin nguyên cây luôn nha, rin luôn màn hình, rin men rin luôn, xài pin rời dễ thay dễ sửa dễ xài luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con ha, màn hình hơi ám nên em bán rẻ một chút nha, chứ cây này em bán thường thường cũng 500 ha. Rồi ông bán có 400 mà, mã số là 09, màn hình không nứt không bể không gì hết luôn nha. Máy móc ok, xài được 2 sim 4G luôn á, có 400k nha. Mã số là 09 nha. Rồi mã số là 11 ha, 11 là cây Asus X00DD nha. Cây này màn hình hơi ám nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm, có găng tay một chạm luôn, xài được 2 sim 4G luôn ha. Cây này nếu mà thường thường không ám em bán 700 nha.
nhưng mà giờ ám rồi, em bán có 400 rồi, mã số là 111 ha, 11 ha. Cây này á thì không nứt không bể không gì hết luôn, màn hình nó rin luôn, hơi ám do anh shipper anh chạy ngoài nắng ha. Anh để anh coi coi la bàn rồi coi bản đồ này kia đó, hơi ám ha. Ảnh lại anh lấy cái mua cái máy mới anh chia lại cái này ha. Đó, em bán có 400 rồi nha. Mã số là 11 nha. Rồi mã số là 14 nè. Cây Realme 2 nha, Realme 2 màn hình hơi ám nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này có găng tay một chạm, có camera kép ha, xài được hai sim 4G luôn của Real, của thằng Real ha. Cây này 650 nha, mã số là 14 nha. Đó, 650 nha. Máy móc ok luôn, cái này gọi là tay thỏ nữa ha. Cái màn hình này có dán một cái lớp cường lực nha, em để luôn không lột nha. Nó hơi cộp cộm nha, nhưng mà em để luôn cho bà con ha. À, màn hình thì ám nhẹ, thiệt nhẹ chứ không nặng nha. À, màn hình thì full zin luôn, máy móc ok luôn ha. Zin hết tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. À, máy rất là mạnh luôn nha. Rồi cây RAM 3 luôn ha, em bán 650 mã số 14 nha. Rồi cây 17 nè, cây Galaxy Note 5 nha, RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 900 nha, có găng tay một chạm, có sạc không dây, có cây viết ha. À, màn hình Super AMOLED nha. Đó, màn hình rồi đẹp nha, máy móc ok luôn ha. Màn hình đẹp ken luôn. Nó tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. À, em vô coi có ám ố gì không nha, máy móc sạch sẽ, màn hình đẹp luôn nha, ken luôn ha. À, có nhiều cái camera của em đọc có phân giải 330Hz à. Nên có khi cái màn hình này, Super AMOLED nó tới độ phân giải 900 à. Nên nó hơi chớp chớp nhẹ nha, chứ ở ngoài là đẹp lắm nha. Tại quay phim mà nó đâu, quay video nó không bằng ở ngoài nha, ngoài đẹp hơn nha. Rồi mã số là 17 nha, 900K ha. À, em có cây táp trái táo màu đen ha, táo bị mẻ nha. Đó, cây này iPad mini 1 nha, bán giải trí. Cây này 550 thôi, full chức năng ha. Đó, có cổng sạc Lightning ha, em cho theo cổng cáp ha. Cây này không có xài sim nha, nhập wifi vô xài. Đó, cái góc này nó bị tróc keo một tí không hề nứt nha. Đó, màn hình zin luôn, máy móc ok luôn, gạt ngang nha. Đó, góc này nó hơi tróc keo một tí nha, pin thì tốt lắm. Em tải sẵn ứng dụng rồi nè, nó ứng dụng quá trời luôn đó, ai về tải thêm thì tải ha. Rồi máy móc full chức năng nha, không lỗi gì hết luôn của trái táo ha. Mã số là 20A nha, 550. Hồi đó cầm mười mấy củ đi mua cái cây này nè, chứ giờ có ghẻ ghề em bán có 550. Rồi 951 nè, cây này cây Galaxy Z2 Prime nha. Cây này học online tốt, Android nó 6 chấm luôn. Em bán cũng có 350 à. Mã số là 951 nha, xài được hai sim 4G, có 4G nữa ha. Hai sim 4G luôn của thằng Sam luôn. À, cây này màu hồng ha. Đó, màn hình nó màu hồng ở sau lưng màu vàng. À, máy móc ok, zin nguyên cây full chức năng. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con ha, pin rời để dễ thay, dễ sửa, dễ xài ha. Đó, có 350 à. Bỏ hai sim nghe gọi khủng lời nữa, mà đây em tải sẵn ứng dụng rồi, em tải sẵn ứng dụng sẵn luôn đó ha, chỉ xài những ứng dụng của em không khủng lời nữa, máy móc ok full chức năng luôn nha. 350 mã số là 951 nha. Rồi 956 nè, cây này cây Huawei NL21 nha, RAM 2 bộ nhớ 16, Android 6 chấm. Cây này pin trâu lắm, nặng kịch ha. Đó, Android nó 6 chấm luôn, em bán có 450 à. Mã số là 956 nha. Cây này thì xài được hai sim, rin nguyên cây full chức năng. À, màn hình rin men rin rin hết, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Pin thì tốt lắm. À, máy móc ok luôn, học online được luôn ha. Rồi em bán giá 450, mã số là 956 nha, 956 nha. Rồi cây Galaxy Note 4 màu đen, RAM 2, RAM 3. RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm. Cây này em bán 500 nha, màn hình Super AMOLED. Màn hình nó hai cảm ứng có cây viết nha. À, cây này em bán có 500, chưa đủ tiền cái màn hình Super AMOLED nữa. Mã số là 959 nha. À, em mở máy cho coi nè, màn hình Super AMOLED luôn. À, có khi viết luôn nha. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng rồi, pin tốt. À, ứng dụng tải sẵn hết trơn luôn ha. Bỏ sim nghe gọi là ok luôn ha. Rồi cây này Galaxy Note 4 nha. À, RAM 3 luôn nha, 500K, mã số là 959 nha.
Rồi 961 nè, cây này cây Redmi 5A nha, của dòng Mi, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn, Android 8 chấm huê tôi vừa luôn nha, mạnh lắm nha. Em bán có 550 à, mã số là 961 nha, 550 à. Máy móc ok, full chức năng luôn. Máy nè, cực kỳ luôn, tải sẵn ứng dụng luôn. Rất là mạnh luôn, mượt cực kỳ luôn, màn hình không đốm, không nứt, không bể gì hết luôn. Đó, máy móc cũng còn không có hồng ngoại luôn, xài được hai SIM 4G luôn nha. Mã số là 961 nha, 550 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Cọc 100 thì em sẽ bao ship nha. Bên em bán có cọc nha. 961 nha, 550 ha. 962 nha. Cây Galaxy A01 nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm. Cây này em bán 600 nặng kịch, pin trâu lắm. Xài được hai SIM luôn. Mã số là 962 nha. Đó, máy móc ok, rin nguyên cây, full chức năng luôn, màn hình rin men rin rin hết luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Ứng dụng nó có nhiều đó nên lắc không được, có nhiều đó, nếu mà em dời ứng dụng qua bên kia thì nó có một trang nữa thì lắc được nha. Đó, thấy không, tại vì có một trang ứng dụng rồi nên nó lắc qua không được ha. Rồi cây này em bán 600 nha, nặng kịch pin trâu lắm, mã số là 962 nha, A01 nha. Rồi cái 969 nè, cây này Galaxy S8 cộng nha, S8 Plus. Đó, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó là 9 chấm, Android 7 chấm ha. Đó, xài được hai SIM luôn. Máy móc ok luôn. Em bán giá có 1,5 triệu, chưa đủ tiền cái màn hình full nữa. Chưa đủ tiền cái màn hình này luôn, màn hình Super AMOLED cong luôn nha. Đó, màn hình của thằng Sam nó đẹp lắm, nhân công luôn nha, màn hình không ám ố, không nát nể, không nứt gì luôn, cứ ám nhẹ tí nị không ảnh hưởng gì hết nha, máy móc còn ngon luôn, cực kỳ luôn. Đó, sạc không dây pin tốt luôn ha, có sạc không dây, có đo nhịp tim, rồi găng tay một chạm luôn ha. Cây này xài được hai sim luôn, giá 1,5 triệu nha, mã số là 969 nha, sạc đôi tai si luôn nha, màn hình công luôn của thằng Sam luôn, máy móc ok luôn nha, đó đẹp kên luôn. Rồi em có cây Galaxy A70 nha, A70. Dòng này RAM 6, bộ nhớ 128, Android nó là 11 chấm. Cây này em bán giá 1,8 triệu nha, ba camera luôn, vỏ cũ qua 5 tháng nha. Bán giá có 1,8 triệu thôi nha. Máy móc ok, xài được hai SIM 4G luôn, mã số là 972 nha. Sạc đôi tai si hai SIM luôn nha. Đó, màn hình đẹp Kensington giọt nước luôn. Đó. Máy móc ok luôn ha. Đó, đẹp Ken luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, có con cá lội luôn nha. Máy móc đẹp kê luôn ha. Đó, A70 nha. Rồi giá 1,8 triệu nha, mã số là 972 nha. 922 nè. Cây Galaxy Z2 2018 nha. Cây này Z2 60 á. Cây này bị nứt miếng ở góc à. Nứt miếng ở ở dưới góc. Ngay chỗ này nè, góc này nè, có tí nỉ ha. Cây này thì riêng nguyên cây full chức năng, bị nứt một tí ha, cảm ứng xài bình thường, pin thì tốt lắm, xài được hai sim luôn, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán có 350, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha. Mã số là 922 nha, 922 luôn, máy móc ok, full chức năng luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng sẵn, pin thì tốt lắm, mọi nói pin ok lắm, xài được hai sim luôn của thằng Sam luôn nha. Mã số là 922 nhân 350 nha. Rồi 925 nè, Galaxy Z200 nha. Cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán 400 nha. Cây này cũng xài được hai SIM, có chữ đon là hai SIM nè. Đặc biệt là rin nguyên cây, full chức năng, màn hình rin men rin luôn. Cây này nhỏ gọn dễ bó túi mà nó hơi mắc, là do cái màn hình nó mắc lắm. Màn hình rin đó. Màn hình rin nó mắc dữ dằn lắm mà được cái màn hình đẹp này nè. Khi mà của hàng sau là màn hình mà rin á thì nó ít khi bỏ SIM vô, nó kêu phải bỏ SIM vô mới được. Nó màn hình riêng nó cái kính nó bền lắm, nó chắc lắm, cái khi mà mình rớt nhẹ nhẹ cũng không bể nữa. Còn màn hình lô cái kính nó mỏng lắm, nên cái cây này sản xuất nay cũng tuổi thọ nó còn ghê gớm lắm, mà giờ nay nó còn mới cáo luôn ha, cửa hư cái vỏ thôi, nó tróc thủy thôi, đi xài biết chừng nào hư nó, trừ khi mà đi mưa rớt nước hay vô nước hay là va chạm mạnh lắm rồi mới hư nó, chứ xài bình thường biết chừng nào hư nó. Mã số là 925 nha, 400k nha. Rồi 930 nè, cây này cây Redmi Note 3,
bị nứt, rồi nứt có tí nị thôi nha, tí nị ở gốc này nè, đó bị mẹ mẻ tí mà cây này có dáng cường lực rồi nha. Đó em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, cây này RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 450 nha, mã số là 930 nha. Găng tay một chạm có home ngoại luôn, xài được hai sim 4G luôn nha. Đó, có 450 mã số là 930 nha. Đó, máy móc ok full chức năng riêng nguyên cây luôn. Đó, cài sẵn ứng dụng luôn. Rồi cây 931 nè, cây này cây Mobitas S nha, cây RAM 2 bộ nhớ 16 Android trên núi ha. Cây này em bán 450 nha, mã số là 931 ha. Cây này xài được hai sim máy móc ok full chức năng riêng nguyên cây luôn. Đó em cài sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Máy móc nó chạy pin thì tốt lắm, pin thì bỏ sim vô nghe gọi thì được ngày hai ngày luôn nha. Cây này pin trâu lắm, nó sạc nằm trên đầu luôn. Rồi có 450 rồi nha, Android 7 chấm luôn, 931 nha, xài được hai sim luôn. Rồi 936 nè, 936 là Galaxy J700 nha. Đó, cây này thì RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm luôn, em bán 600k thôi. Mã số là 936, xài được hai sim nha, chữ đoan là hai sim. Đặc biệt là cây này zin nguyên cây full chức năng luôn nha. Ở màn hình zin men zin luôn. Đó, màn hình zin luôn nha. Máy móc ok full chức năng luôn. Đó, màn hình bự luôn, pin thì tốt lắm nha. Máy móc cũng còn đẹp lắm ha. Rồi cây này 600 nha, mã số là 936 nha. J700. Rồi 938 nè, cây này cái Oppo F3 nha. Đó, cây này bị ám ha, không nứt không bể không gì hết. Đó, riêng nguyên cây luôn, đẹp luôn ha. Đó, RAM 4 nha, RAM 4 bộ nhớ 64 mình rồi 6 chấm luôn. Cây này thường thường em bán 999 đó. Nên em bán còn có 700k ha, mã số là 938 nha. Đó, cây này là RAM 4 bộ nhớ 64 giống bình thường luôn, chơi chơi được tất cả các ứng dụng và game luôn. Máy móc ok full chức năng luôn ha, không lỗi gì hết luôn nha. À, màn hình hơi ám nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì mấy nha, nó hồng nhẹ lên thôi. Đường cái màn hình zin nó mượt lắm nha, găng tay trên nút home nè. Nó xài được hai sim pin tốt luôn, có 700k RAM 4 luôn, chơi game được luôn ha. Mã số là 938 nha. Rồi cái 940 nè, cây Oppo A3s nha. Đó, RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 8 chấm luôn. Cây này không biết tại sao mà camera kép nữa ha. Găng cây này có xài được hai sim luôn nha. Không biết tại sao mà thường thường em đi 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 thâu hàng á thì cây này RAM 2 bộ nhớ 16 Android 8 chấm mà người ta lại chuộng. Khi mua cây này á, giá nó rất là cao luôn mà em không muốn mua luôn, nhưng mà mua về có khách hỏi, hai ba người hỏi luôn, bắt buộc phải lấy cây này ha. 700k thôi em bán mà RAM 2 bộ nhớ 16 mà em bán 700 là nó thấy, em thấy hơi cao á, nhưng mà không mua không được, khách dặn từ lưa dưa nên bắt buộc phải lấy, người ta giành giựt người ta mua luôn á, chứ không phải là em mua không. 700k mã số là 940 nữa, 940 nha. A3S nè, cây này chắc là pin trâu á, pin xài tốt với bền á. Nó riêng nguyên cây full chức năng luôn. Camera này là gọi là cái này gọi là tai thỏ ha. Đó, riêng nguyên cây full chức năng luôn. Đó, máy móc ok full chức năng luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn à. Màn hình đẹp lắm nha. Rồi cây này em bán 700 nha, mã số là 940 nha. Nó tên nó vậy ha. Rồi 948 nè, cây Galaxy S9 Plus nha. Nó RAM 6 bộ nhớ 128 Android 10 chấm luôn. Cây này full cây luôn nha, full luôn. Màn hình đẹp luôn, không nứt không bể, cong luôn nha. Màn hình Super AMOLED luôn. Giá thị trường màn hình bây giờ gần 4 5 triệu mà em giờ em bán có 2 triệu tư. Có 2 triệu tư. Đó. Máy móc ok luôn. Găng tay một chạm, camera kép, đo nhịp tim, sạc không dây, sạc đuôi tai si, xài được hai sim. Đó, màn hình Super AMOLED cong luôn. Đó. Màn hình đẹp luôn, không nứt không gì hết luôn, không ám ố không gì hết luôn. Trời ơi máy móc nè, đó, màn hình đẹp ken luôn, không đốm không gì hết luôn. Tải sẵn ứng dụng luôn. Ôi ôi cây nó đã nha, ken luôn, em bán rẻ luôn nha, rẻ luôn nha. Chứ làm gì mà ở ngoài bán cái giá này ha, 2 triệu tư. Mã số là 948 nha, 948 luôn nha. Đó, sạc đuôi tai si, máy móc ok luôn ha. Màn hình đẹp ken luôn nè, đó thấy không? Trời ơi cái màn hình Super AMOLED cong luôn, coi phim một cái điểm ảnh nó rất là cao, coi mà 4K một cái đã lắm nha. À, 949 nha, 948 nha. Rồi cái 949 nè ha. Đó cây này là cây Galaxy Note 9 nha.
nó chính này á, hồi đó em mê, biết mê cái gì không, nó là PC. Khi mà mua cái đồ rồi đổi đuôi ra con chuột với là màn hình với lại máy tính á, mình găm vô nó là thành một cái PC luôn, PC nhỏ luôn, nó ra một cái PC luôn, RAM 8, bộ nhớ 512 GB, Android 10 chấm, cái này của Sam ha, là full hết luôn, toàn bộ luôn, nó full tới luôn mà em bán rẻ ha, màn hình không là dư giá tiền luôn, màn hình không là giá của nó 4-5 triệu rồi mà em bán ghê ghê luôn đó, màn hình không là đủ tiền ha đó, máy móc ok full chức năng luôn nha, trời ơi cây nốt luôn má ơi, cây này có cây viết này nha, nó chính nha, xài được hai sim luôn nha, camera kép nè, gắn tay một chạm, sạc không dây, đo nhịp tim được ha, máy móc ok luôn ha, nó xài được hai sim luôn nha, RAM 8 trong cái thường luôn nha, có 2,9 triệu nè, mã số là 949 nha, 949 nè, màn hình Super OLED cong luôn á. Ồ, Super OLED cong luôn, máy móc ok luôn. Trời ơi, nó đẹp nha. Nó đẹp ken span luôn ha. Pin thì tốt lắm. Máy móc ok luôn ha. Rồi, cây này của hồi đó là của ao ước cũng nhiều người lắm á. 2,9 triệu nha, mã số là 949 nha. Rồi, cây đầu tiên là mã số là 900 nè. Cây này cây Oppo Neo 7 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này xài được hai sim luôn. Máy móc full chức năng, riêng nguyên cây full chức năng luôn ha. Em bán có 350, xài được hai sim 4G luôn, 3G luôn, hai sim luôn. Máy móc ok full chức năng ha. Em bán giá có 350, mã số là 900 nha. Máy móc ok luôn. Em tải sẵn ứng dụng vô con rồi. Bỏ sim nghe gọi đã lắm, tốt lắm ha. Rồi có 350 rồi nha, mã số 900 ha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel nha, 50 hay là 100 nha. Nếu mà cọc ra cọc cho em 100 thì em sẽ bao ship nha. Rồi ai chuyển khoản được thì chuyển khoản, em cảm ơn ha. Rồi cây này 900 nha. Rồi cái 905. Cây này Galaxy One 7 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm, em bán 400 nha, nó bự. Pin thì tốt, xài được hai sim luôn, mã số là 905 nha. Vỏ nó cũ qua 5 tháng nha. Máy móc ok, màn hình Ryzen main Ryzen Ryzen hết luôn. Màn hình Ryzen main Ryzen luôn, tải sẵn dụng vô con, pin rất là tốt luôn. Pin nó trâu lắm. Bự nữa. Máy móc ok luôn ha. Rồi giá là 400 nha, mã số là 905 nha. Rồi cái 906 nè, em có cây Galaxy E5 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm ha. Cây này em bán 450, màn hình Super AMOLED, xài được hai sim một thẻ nhớ luôn nha. Mã số là 906 nha. Máy móc ok full chức năng, màn hình đẹp luôn, rin hết toàn bộ luôn, màn hình rin men rin rin hết luôn đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi, pin tốt luôn ha, máy móc ok luôn, màn hình đẹp lắm nha. Rồi cây này em bán 450 nha, mã số là 906 nha. Rồi 907 nè, cây VMAX Pi nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn, em bán 450 rồi, xài được hai sim luôn, VMAX Pi nha. Đã luôn, và tải sẵn ứng dụng rồi đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi đó. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán giá là 450, mã số là 907 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Cọc 100 thì bao ship nha. Bên em bán có cọc nha. Rồi 908 ha. Cây Oppo A5 A71 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 500 nha, xài được hai sim luôn nha. Máy móc ok luôn, cũng bự ha, đã ha, có 500k. Mã số là 908 nha. Bỏ hai sim nghe gọi ok luôn, full chức năng, không nứt không bể không gì hết, riêng nguyên cây luôn đó, máy móc ok luôn nha. Rồi cái này 908 nha, 500k ha. Rồi 910 nè, 910 là cây Redmi 5A nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán 550 nha, mã số là 910 nha. Máy móc ok, riêng nguyên cây, full chức năng luôn đó, máy rất là mạnh, tải sẵn dụng cho con luôn đó, tải sẵn hết luôn. Pin thì tốt lắm, máy móc ok luôn ha. Cây này thì khỏi nói, màn hình Ryzen main Ryzen hết toàn bộ mà mạnh lắm nha. Rồi cây này em bán giá là 550, mã số là 910 nha. Có hồng ngoại luôn nha, xài được hai sim luôn á, hai sim một thẻ nhớ luôn. Rồi 912 nè, cây Galaxy J700 nha, J700 RAM 2, bộ nhớ 16, Android 6 chấm luôn. Cây này thì Ryzen nguyên cây, full chức năng, màn hình Ryzen main Ryzen hết toàn bộ luôn, màn hình Ryzen luôn nha. Đó, riêng nguyên cây luôn, màn hình cũng bự ha. Đó, xài được hai sim luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, máy móc ok, cây này màu trắng nha. Em bán giá là 600 nha, mã số là 912 nha. Hai sim luôn á. Oppo nè, cái gì Galaxy J700 nha. 600k, 912 nha. Rồi cái 915 nè.
Cây này cây Galaxy Note 5 nha, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này em bán 850 nha, có sạc không dây, có đo nhịp tim nè. Thấy không? Máy móc ok luôn, có cái viết nha, màn hình hai cảm ứng nha. Đó, bị lót nha, cái này nó bị tróc thủy. Nó bị tróc thủy trên đây không ảnh hưởng gì hết nha. Đó, máy móc ok luôn. Nếu mà không tróc thủy là em bán giá 1 triệu tới 1 triệu mốt nha. Cây này em bán giá có 9 có 850 nha. Màn hình không ám, không ố, không gì hết, cây viết xài bình thường, full chức năng luôn ha. Ha, green nguyên cây luôn, bị lót thôi ha. Rồi cây này em bán 850 nha, mã số là 915 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay 100 nha. Cọc 100 thì em sẽ bao ship nha, cọc 50 thì 20k tiền ship nha. Rồi bên em bán có cọc nha, làm ơn cọc qua anh em ship nha. 915 nha. Rồi 916 nè, Galaxy J7 Plus nha. J7 Plus thì nó là camera kép nè. À, nó RAM 4, bộ nhớ 32, Android 9 chấm nha. Cây này xài được 2 sim nha. Máy móc ok, 2 sim 4G luôn. Em bán giá 900 nha, mã số là 916 nha, 916 nha. Rồi máy móc full chức năng luôn, xài được 2 sim luôn. Đó, em tải sẵn con cá lội không thấy đường luôn, đẹp cancel ban luôn, màn hình đẹp luôn. Đó, tải sẵn con cá lội luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn, đẹp luôn nha. Đó. Cây này full chức năng luôn, pin tốt luôn, găng tay trên nút home luôn. Cây này RAM 4 nha. Đó, 900k, mã số là 916 nha. Rồi cây 918 nè, Galaxy S7 Edge nha. Đó, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Có đo nhịp tim nè, có sạc không dây nè ha. Màn hình cong Super AMOLED luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn ha. Đó, em bán sổ cái này luôn, rẻ cho bà con nha. Màn hình nó không nứt, không bể, không gì hết luôn nha. Nó ám nhẹ, lưu ảnh nhẹ thôi, chích nị, không ảnh hưởng gì hết nha. Không thấy nha. Giờ lên màn hình trắng mới thấy nha, chứ màn hình thường là không thấy nha. Đó, bung con cá lên nó đẹp ken nữa. Máy móc ok, pin thì tốt, máy full chức năng luôn ha. Rồi cây này em bán giá có 1 triệu mốt rồi nha. Trước cây này hồi trước em cầm 7 triệu đi mua, giờ có 1 triệu mốt à. Mã số là 918 nha. Cái màn hình Super AMOLED mà không nứt không bể là đơn giản đâu, mình cong luôn nha. Nó mắc lắm chứ không phải đơn giản đâu. Nó cái màn hình này không là hơn giá tiền luôn. Mã số là 918 nha, có 1 triệu mốt ha. Rồi cây 871 nè, cây này cây Redmi 2 Play nha. Cây này RAM cây này em bán nghe gọi tốt ha, máy full chức năng 400 ha, mã số là 871 nha, máy full chức năng xài được 2 sim luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng hết cho bà con rồi nè. Đó, máy móc ok full chức năng luôn ha. Đó, máy cực kỳ nhanh nha, mượt cực kỳ luôn, có 400k sở hữu được cây nè. Máy cực kỳ nhanh ha. Rồi cây này 400k, mã số là 871 nha. Rồi cây 872 nè, cây này cây Galaxy J320 nha. Cây này bị nứt miếng tí nị ha. Đó, có một tí nị ở góc này nè. Đó, có một tí nị ở đây ha. Cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 350 nha, 350 luôn, mã số là 872 nha. Cây này xài được 2 sim 4G luôn, full chức năng của thằng Sam luôn nha. Máy móc ok luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Nó pin thì tốt lắm, máy móc ok luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng cho con luôn nè. Đó, cực kỳ luôn ha. Nó bị nứt con tí nị ha, không ảnh hưởng gì hết nha. Máy còn đẹp ha. Rồi 872 nha, 350 nha. Rồi cái 875 nè, cái Nokia 3 nha. No 3, cây này bị lót ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha, không bị lót em bán 500 rồi. Mã số là 875 nha. Đó, xài được 2 sim 4G, máy móc ok, full chức năng luôn nha. Đó, bị lót tí nị ở đây nè, không ảnh hưởng nha, cái lót chứ không phải là màn hình hư nha. Đó, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, tải sẵn luôn nha. Đó, em quay một vòng cho coi ha. Đó, máy móc ok luôn, 400k, mã số là 875 nha. Cây này xài được 2 sim, một thẻ nhớ luôn nha. Rồi, 876 nè, cây Vivo i67, Vivo i67 bị nứt miếng. Bị nứt miếng đường nè, góc này qua tới đây ha, cảm ứng thì xài bình thường, găng tay trên nút home. Đặc biệt RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm, cây này em bán 400 nha, xài được 2 sim luôn nha. Đó, mã số là 876 nha. Nó RAM 4 mà em bán có 400 do bị nứt miếng ha, ép kính được luôn. Đó, 400k, mã số là 876, xài được 2 sim nha. Rồi cái 877 nè, cây No 3 nha, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 9 chấm, em bán 450 nha. Đó, 877 nha, xài được 2 sim của thằng No luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn.
Đó, tải sẵn dụng rồi ha. Rất là nhạy mén, ok luôn ha, full ha. Rồi cây này em bán 450, mã số là 877 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Nếu mà cộng trăm thì em sẽ bao ship nha. Mua thì cọc qua ha. Rồi cây 881 nè. Cây này cây Nova RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm. Cây này em bán 500 nha, đẹp kênh. À, giá mã số là 881 ha. Máy móc ok, xài được 2 sim, màu trắng. Màn hình đẹp, men đẹp hết, toàn bộ máy móc đẹp ha. Đó, máy móc full đẹp luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, máy móc đẹp kênh luôn ha. Rồi pin thì tốt ha, xài được 2 sim, một thẻ nhớ luôn. Em bán 500 nha, mã số là 881 nha. 885 nè, cây Galaxy Note 4 nha. Galaxy Note 4 RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó là 6 chấm. Cây này em bán 4 cho 600 nha, mã số là 885 nha. Có đo nhịp tim nè ha. À, máy móc ok, có cây viết nè, màn hình Super AMOLED luôn, nguyên nhôm nguyên khối nha. Đó, nhôm nguyên khối, màn hình Super AMOLED luôn nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con nè. Máy móc ok luôn, đó, tải sẵn ứng dụng nó, ứng dụng một nồi luôn ha. Máy móc ok, full chức năng, năng pin thì tốt ha. Rồi, cây này em bán giá 600 nha, RAM 4 nhớ 32, Android 6 chấm luôn. Đó, 600K, mã số là 885 nha, màn hình Super AMOLED luôn á. 887 nè, cây này cây Redmi 5 Plus RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 7 chấm luôn. Đó, RAM 4, bộ nhớ 64 luôn nha. Em bán 800 nè, mã số là 887 nha. Đó, máy móc ok, có găng tay một chạm nè, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G luôn. Đó, máy móc ok, màn hình Green Man Green hết toàn bộ luôn nha. Green hết luôn, máy móc chạy không thấy đường luôn, RAM 4, bộ nhớ 64 luôn. Rồi, cây này em bán 800, mã số là 887 nha. Rồi cái 888 nè, cây này cây Galaxy S7 Edge nha, bị nứt, S7 Edge bị nứt nha. Đó, màn hình thì đẹp, màn hình Super AMOLED cong luôn nha. Đó, có sạc không dây, có đo nhịp tim luôn. Cây này RAM 4 nha, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cây này em bán 800 nha, 800K, mã số là 888 ha. Cây này hồi đó em cầm 7 triệu đi mua nó. Đó, mà mua không có nữa. Bây giờ bán có 800, sạc không dây, màn hình Super AMOLED luôn. Mã số là 888 ha. Đây màn hình Super AMOLED luôn. Máy móc ok luôn ha, không đốm nha. Màn hình đẹp nha, không đốm nha, bị nứt thôi nha. Đi ép kính được luôn nha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn. Đó, mã số 888 có 800K nha. Em có cây Galaxy iPhone 6S nha, iPhone 6S 16GB quốc tế mức vân tay, giá 850 nha. Mã số là 890 nha. iPhone 6S thì iOS của nó lên tới 15 chấm á. Nên máy móc ok, màn hình đen ha. Cái nút home này nó bị hư rồi, em lấy cái nút home màu trắng em gắn vô ha, xài bình thường. Đó, máy móc ok luôn ha, màn hình real luôn ha. Cây này thì tải được tất cả các ứng dụng luôn, chơi được game Liên Quân, Free Fire, Valorant luôn nha, rất là mạnh mẽ nha. Rồi em bán 850 thôi, 6S luôn á, mã số là 890 nha. Rồi 891 nè, cây Galaxy Z7 Pro nha. Z7 Pro RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này em bán 900 nha, xài được 2 sim nhân một thẻ nhớ luôn ha. Cây này là full chức năng. 891 nha, mã số là 891. Đó, Z7 Pro nha. À, em tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm, bỏ sim nghe gọi tốt lắm, găng tay cho nó phơm luôn. Cực kỳ luôn. Đó, nó mượt ha. Full chức năng nha. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán 900, mã số là 891 nha. 842 nè, cây này Galaxy Z200 nha, học online tốt, Android nó là 5 chấm luôn, em bán 350 luôn, xài thì cũng được 2 sim luôn của thằng Sam nha. Đó, đoan nè, đoan là 2 sim ha. Đó, máy móc ok luôn, 350, mã số là 842 nha. Rin nguyên cây full chức năng nha. Máy móc ok luôn, đó em tải sẵn ứng dụng luôn, màn hình Rin men Rin Rin hết luôn. Rồi máy móc ok luôn ha. Rồi 350 nhưng mã số là 842 nha. Rồi cái 843 nè, cây này cái Oppo Neo 9 nha, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn, cây này cũng xài được 2 sim luôn ha. Em bán cũng 350 luôn, mã số là 843 ha. 843 xài được 2 sim, pin nguyên cây full chức năng. Em tải sẵn ứng dụng vào con luôn, máy móc ok full chức năng luôn ha. Đó, màn hình thì ok luôn full luôn ha.
Rồi cây này em bán giá là 350, mã số là 843. Ai mua thì cọc em cái cạc vị theo 50% nha, cộng trăm thì bao ship nha. Sau rồi cọc mới bán, không cọc không bán nha. Rồi mã số là 844 nha. Cây này cây V Max B3 nha. Cây này bị lót ha, nó không nứt không bể cái gì, nó bị lót miếng à. RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Cây này thường thường em bán 600 mà giờ bị lót là em bán 450 nha. 450 mã số là 844 nha. Này bự tổ bữa nãy, pin thì trâu như con bò, xài được 2 sim 4G. À, màn hình rin men rin hết, bị lót miếng nè. Máy móc ok, full chức năng luôn ha. À, cảm ứng thì xài bình thường, full chức năng luôn, không lỗi gì hết, chỉ bị lót miếng ở đây thôi. Vài bữa nó cũng hết luôn. À, máy móc ok, full chức năng ha. Nó bị lót chứ không phải là bị đớp màn hình nha. 450 mã số là 844 nha. Rồi cây 847 nè, cây Redmi Note 3 nha. Redmi Note 3 RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn nha. Cây này sở hữu được 8 nhân, mỗi một nhân 2 Hz, rất là mạnh mẽ luôn. Cây này em bán 550 thôi, thường thường em bán 600-700, em bán 550 thôi. Cây này chơi được game Liên Quân, Lui Hoai về up luôn nha. Đó, có găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G luôn nha. Cây này nương nương chơi thôi, chứ RAM 2 bộ nhớ 16 thì nó mạnh thiệt, nhưng mà nương nương chơi thôi. Còn muốn chơi mạnh thực sự là mua RAM 3 cũng nhớ 32 nha. Cây này 847 nha. Còn tất cả ứng dụng này kia cây này thì sở hữu rồi, chạy hết tất cả ứng dụng nha. Cây này thì chơi như Loja này kia được, chạy không thấy đường luôn. Những ứng dụng này thì khỏi nói rồi ha, chạy không thấy đường. Rồi rất là mạnh mẽ, màn hình rin men rin hết toàn bộ luôn. Cây 550, mã số là 847 nha. Rồi cây Note 4 nha. Note 4 RAM 3 bộ nhớ 32, Android 6 chấm luôn, nhớ nguyên khối luôn, có đo nhịp tim luôn, có hồng ngoại luôn, xài máy móc ok luôn ha. Rồi cây 850 nè, mã số là 850 nha, mà 700k ha, màu hồng, máy móc ok, màn hình rin men rin rin hết toàn bộ luôn, máy móc rin hết luôn ha. Màn hình đẹp kênh span luôn, màn hình nó đẹp, nó không ám ố không gì hết luôn. Đó, riêng nguyên cây, màn hình có cảm ứng luôn nha. Máy móc ok, có cây viết luôn. 850 nhân 700k ha. Rồi 851 nè, cây Redmi Note 5A Prime ha. Cây RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này em bán 700 nha. Đó, găng tay một chạm, thường thường cây này em bán 800 này, sổ còn 700 luôn. Vỏ nó hơi cũ nha. Mã số là 851 nha, 851, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G luôn ha. Máy móc ok, màn hình rin luôn, men rin hết toàn bộ luôn. Tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn ha. Em quay vòng vòng cho coi nữa ha. Cây này có ghẻ bèo có 700 ha. 700, mã số là 851 nha. Rồi cây 853 nè, cây Galaxy Note 4 nha. Cây RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm nè. Em bán 700 nè, có đo nhịp tim nè. Nhờ nguyên khối luôn, máy móc ok full luôn ha. Máy móc ok luôn. Cây này thì có màn hình Super AMOLED luôn ha, màn hình rin luôn nha, màn hình rin Super AMOLED luôn, rồi có cây viết luôn nha. Đó, có cây viết luôn, máy móc ok full chức năng, tải sẵn ứng dụng cho con rồi, pin tốt luôn ha. Máy móc ok luôn, 700k, mã số là 853 nha. Ai mua thì cọc em cái cạp Viettel 50% nha, cộng trăm thì sẽ bao ship nha, cọc qua thì em sẽ ship ha. 853 ha, 700k ha. Rồi 856 nè, cây này cây iPhone 6G 16GB quốc tế, full chức năng, riêng nguyên cây luôn ha. Cây này em bán 750 nha, mã số là 856 nha. Đó, full chức năng luôn, găng gai có găng tay luôn nha. Đó, găng tay nè ha. Đó, máy sạch sẽ, máy móc ok, full chức năng luôn, màn hình rin men rin hết toàn bộ luôn ha. Đó, nhập tài khoản vô tải thôi ha. Máy móc ok luôn ha. Full chức năng, tại cây này thì mà tải được tất cả các ứng dụng luôn ha, chơi được hết. Cây iPhone 6G ha, máy móc ok, 750, mã số là 856 nha. Rồi Galaxy Note 5 ha, Galaxy Note 5 luôn, RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này em bán 900 nha, có găng tay một chạm luôn, có sạc không dây ha, có cây viết ha. Màn hình Super AMOLED luôn nha, màn hình này Super AMOLED luôn, có hai cảm ứng luôn ha, có cảm ứng viết nữa. Em tải sẵn ứng dụng cho một kia con này ha, pin thì tốt lắm, máy móc ok ha, rồi vỏ cũ qua 5 tháng nữa nha. Đó, có khi viết nha, màn hình Super AMOLED luôn. Cây này em bán 900, RAM 4 nhớ 32 luôn nha, có sạc không dây luôn nha.
857 nha, 857 ha. Rồi 859 nha, Galaxy Z7 Plus nha, màu đen luôn, camera kép luôn ha. RAM 4 nha, cây này RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 950 nha. Mã số là 859, xài được 2 SIM nha. Máy móc ok của thằng Sam luôn, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Pin thì tốt lắm, máy móc ok luôn ha. Tải sẵn ứng dụng luôn, máy móc ok luôn, chút nữa em tải vô ha. Pin thì tốt lắm, màu đen luôn, đẹp ha, có 950 nha. Z7 Plus luôn ha, mã số là 859 nha. Rồi em cây Galaxy S9 Plus nha, S8 Plus chứ, cây này Galaxy S8 Plus nha, bị lót, RAM 4, bộ nhớ 64, Android 9 chấm, cây này xài được 2 SIM, và em bán giá 1.550.000 ha, 1.550.000, mã số là 861 nha, có sạc không dây, có đôi găng tay một chạm, có đôi nhịp tim ha, cây này mà Super AMOLED công luôn nha, của thằng Sam luôn, máy móc ok luôn, đó, em tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Nó bị keo chỗ này nè, bị keo nó chỗ này miếng nha, không nứt nha, màn hình này trong dẻo ok hết luôn nha, đi ép kính được luôn, máy móc ok luôn ha, bị keo chỗ đó thôi chứ không ảnh hưởng gì hết nha, em bán sổ luôn cho bà con, có 1.550.000 rồi nha, đó, cây này mã số là 861 nha, chứ đó em cầm 6-7 triệu đi mua không nổi. Em có cây iPhone 6s nè, iPhone 6s màu trắng đẹp luôn ha. Máy này thì em sẽ tặng theo cộng cáp ha, tất cả máy ở đây ship đều tặng gờ cáp hết ha. Cây này quốc tế nha, quốc tế nghĩa là bỏ sim luôn, tất cả các nước trên trái đất này bỏ sim đều nhận hết ha, gọi là quốc tế ha. Cây máy này thì bị liệt nút home rồi, xài nút home ở trên màn hình ha. Nút home trong màn hình nè, rút chạy ra ha, nút home trong màn hình đó, phá màn hình rồi bấm về này kia thì bấm nút home ở trên màn hình ha. Rồi nút nhớ nguồn thì bình thường, nghe gọi tốt, bỏ sim nghe gọi luôn ha. Rồi em bán 350 nha, mã số là 812 nha, bỏ sim nghe gọi tốt lắm, 350 nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Máy này thì chỉ có lỗi nút home thôi, còn như là full chức năng nha. Pin thì tốt lắm, nghe gọi ok luôn ha. Ở bên đây có những ứng dụng hạ sẵn rồi nè, xài được gì xài ha. Rồi này thì em bán nghe gọi nha. Rồi máy sạch sẽ ha, cây này sạch sẽ nha. Cây này không có tài khoản gì hết, sạch sẽ, quên nút home rồi. Máy sạch sẽ nha. Rồi cây này em bán 350, mã số là 812 nha. Rồi cái 815 nè, cây này cái Galaxy Z320 nha, Z320, cây này bị ám nhẹ ha, em bán có 400, học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán có 400 ha, mã số là 815 nha. Cây này cũng là Rin nguyên cây full chức năng luôn ha, Rin nguyên cây full chức năng không lỗi gì hết, màn Rin, main Rin, Rin hết toàn bộ luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho con, pin tốt lắm, xài được 2 SIM 4G luôn nha. Máy móc ok, full chức năng ha. Rồi cây này em bán có 400 nha, mã số là 815 nha. Rồi cái 816 nè, cây này cây Huawei nha, Huawei U202, cây này RAM 2 nha, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha, xài được 2 SIM luôn nha, pin thì trâu lắm, bỏ SIM nghe gọi trâu dữ lắm. 816 nha, mã số là 816 ha, chủ yếu là pin trâu ha, máy móc ok, full chức năng. Em tải sẵn cũng ứng dụng hết luôn cho bà con rồi ha, đó, em tải sẵn luôn ha, máy móc ok, full chức năng nha. Rồi em bán có 400 rồi nha, bỏ 2 SIM nghe gọi ok luôn ha, 816 nha. Rồi cái 820 nè, đó, cây này cây Redmi 6A RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm, cây này em bán 550, mã số là 822-220 nha, 820 nha, xài được 2 SIM 1 thẻ nhớ ha, nó 550, mã số là 820 nha, Android nó 9 chấm luôn, máy móc ok, full chức năng, em tải sẵn ứng dụng luôn, pin tốt lắm, máy móc ok luôn ha, máy móc ok luôn. Rồi 550, mã số là 820 nha. Rồi cái 821 nè, cây Redmi Note 5 nha, bị đốm, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm. Cây này là bị đốm chứ không phải là bị nứt đốm nha, nứt đốm là khác đốm ha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm, chơi được game Liên Quân, Free Fire, bị up luôn ha, chơi tất cả các ứng dụng luôn, ứng dụng nào tải cũng được hết. Găng tay một chạm, có hồng ngoại ha, xài được 2 SIM 4G luôn. Em bán 550 nha, do bị đốm chứ không có đốm là em bán tới 700-800 nha, mã số là 821 nha. Cây này màn hình riêng luôn,
Đó, bị đốm vài bữa nó hết nha, đốm này vài bữa nó tan nha, do bị tức ha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn. À, rồi em bán có 550 cái này ha, chơi được game luôn nha, bị đốm ba đốm rồi ha. Rồi cây này 550, mã số là 821 nha. Rồi 826 nè, cây này, cây Redmi Note 4 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Đó, cây này em bán có 650 rồi nha, găng tay một chạm nha, có hồng ngoại nha, xài được hai sim 4G luôn. 650 thôi, RAM 3, bộ nhớ 32, chơi tất cả các loại game Liên Quân, Free Fire, PUBG luôn ha. Đó, Android 7 chấm luôn, 82726 nha, 826 nha. Đó, máy móc ok, tải được hết ứng dụng, toàn bộ ứng dụng luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, pin thì tốt lắm, máy móc ok, full chức năng luôn ha. Rồi cây này 650 nha, mã số là 826 nha. Rồi cây 828 nè, cây Note 6 nha, Note 6 RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này thì Note nó mạnh lắm nha. Đó, em bán có 700k thôi, 700k mã số là 828 nha. Máy móc ok luôn, xài được hai sim 4G luôn ha. Đó, mà nhôm nguyên khối luôn. Cái sườn nó là nhôm nguyên khối, máy móc ok full chức năng nha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, được cái màn hình rin men rin rin hết toàn bộ luôn. Rồi cây 700 nha, mã số là 828 nha. Rồi cây 829 nè, cây này Galaxy J7 Prime nha, J7 Prime RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán 700 nha, mã số là 829 nha. Đó, J7 Prime RAM 3, bộ nhớ 32 luôn. Thường thường rồi đó, mấy ông mấy chú phái kiếm cây này lắm, tối ngày đi kìm em đi kiếm cây này không. À, có J7 Prime, có J7 Prime không? À, giờ lo em có 2-3 cây luôn ha. Rồi 829 nha, 700k ha, hai sim 4G luôn. Rồi cái 834 nè, Galaxy J7 Pro nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Đó, J7 Pro ha. Cây này em bán 900 nha, 900k ha. Đó, xài được hai sim luôn nha, một thẻ nhớ luôn. Đó, 900k mã số là 834 nha. Máy này của thằng Sam, máy móc ok full chức năng. À, em tải sẵn ứng dụng vô con rồi. Đó, full chức năng luôn, máy móc không lỗi gì hết luôn nha. Màn hình thì đẹp, trời ơi, con cá nó lội nè, đẹp không, cực kỳ luôn, găng tay trên nút hôm luôn. Rồi 900k có cây J7 Pro nha, mã số là 834 nha. Rồi 836 nè, Galaxy S9 nha, S9 nhỏ ha, S9 nhưng không phải là lớn nha, S9 ha. Em có cây S9 lớn nên chút giới thiệu cho. À, cây này bị ám nhẹ ha, cây này không nứt không gì hết luôn, nguyên vãng luôn. Cây này thì màn hình Super OLED công luôn nha, có sạc không dây luôn, có đo nhịp tim luôn, găng tay một chạm nè, có đuôi tai chi nữa ha. Gam 4 bộ nhớ 364 nhưng gam 464 mình rồi 10 chấm luôn ha. Cây này em bán có 1,6 triệu, chưa đủ tiền cái màn hình, 1,6 triệu thôi. Màn hình này không là bổn á, mã số là 836 nha. À, màn hình không là 4-5 triệu mà bán có 1,6 triệu luôn, nguyên cái máy luôn. Đây hơi ám nhẹ nha, đó. Ám là màn hình Super AMOLED của thằng Sam là lúc nào cũng phải ám miếng nha. Phải bắt buộc phải vậy luôn, nhưng mà xài bình thường nếu mà màn hình đen thì không thấy nha. Màn hình mà trắng tát luôn mới thấy, em vô cài đặt chủ yếu là cho coi màn hình trắng, mình cài màn hình đen không thấy nha. Giá 1,6 triệu nha, mã số là 836 nha. Rồi cái 837 nè, cây Galaxy S8 LED nha, S8 LED ha. Đó, cây này camera kép, găng tay một chạm, có hồng ngoại ha. À, có đo nhịp tim, sạc không dây, đuôi tai chi ha. Cây này xài được hai sim, đặc biệt là RAM 6 nha, RAM 6 bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm luôn. Cây này màn hình công Super AMOLED, không lỗi là không gì hết luôn. Đó, máy móc ok full chức năng luôn. Rồi camera em quay không nổi cái màn hình á, để em tăng lên hết luôn. Tăng lên hết luôn á, độ phân giải nó mới chịu nổi. Đó, màn hình đẹp kê luôn ha, đó, trắng bóc luôn, trắng như ngọc trinh, máy móc ok full chức năng nha. Đó, máy móc là tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Đó, màn hình Super OLED công luôn nha, giá có 2,2 triệu, xài được hai sim nha, cây này phiên bản hai sim nha, nó 2,2 triệu thôi. Mã số là 837 nha, được cái Galaxy S9 cộng nha. Rồi cây 788 nè, cây Galaxy J200 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán 350 luôn J200 nha. Đó, cây này cũng rin nguyên cây full chức năng, xài được hai sim nó để chữ đòn hai sim nha. Mã số là 788 nha, của thằng Sam ha, full chức năng, rin nguyên cây, màn hình rin men rin, pin rin luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi nè. Đó. Ứng dụng em tải sẵn cho bà con luôn ha. Đó, ứng dụng tải sẵn luôn, pin thì tốt lắm, bỏ được hai sim luôn của thằng Sam luôn. Cây này dễ gì hơn nó.
trừ khi mình bị rớt, bị da đập bể, bị rớt dưới nước thế này kia, mắc mưa kia, chứ bình thường thì xài biết chừng nào hư. Nó bền cùi cùi lắm, đời của nó lần nay cũng khoảng mười mấy năm rồi cũng vẫn còn xài tốt. Rồi có 350, mã số là 788 nha. Rồi 791 nè, cây này cây Oppo Neo 9 luôn, màu vàng ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm. Cây này em bán cũng 350 nha. Ai thích màu gì thì mua theo mã số nha. Mỗi một mã số là một cây một duy nhất nha. 791 nha. Đó, 350 nha, mã số là 791 nha. Xài được 2 SIM riêng nguyên cây full chức năng luôn. Đó, máy móc em tải sẵn ứng dụng luôn. Test ok kỹ cho bà con rồi ha. Máy móc ok luôn ha, bỏ SIM nghe gọi tốt luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn. Rồi cây này thì cũng là riêng nguyên cây full chức năng của một bầu luôn ha. Mã số là 791 nha, 350 thôi. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cộng trăm thì bao ship nha. Ở bên em bán có cọc mới bán nha. Rồi cây 793 nè, cây này cây Redmi 3S nha. Cây RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm, cây này rất là mạnh luôn. Xài được 8 nhân luôn, sở hữu 8 nhân cùng lúc luôn, găng tay một chạm có hồng ngoại nè. Cây này xài được 2 SIM luôn ha. Em bán 500 nha, mã số là 793 nha. 793 ha, 500k ha. Máy móc ok, full chức năng luôn, đã ha, riêng nguyên cây luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con nè. Máy móc ok luôn, của thằng My lớn mạnh lắm nha. Đó, 8 nhân luôn nha. 793 có găng tay một chạm, găng tay có nghĩa là mình cài đặt găng tay xong rồi đúng chính chủ của nó để vô tay là nó phật màn hình lên luôn, khỏi cần bấm nút nào hết. Gọi là găng tay một chạm ha, còn hồng ngoại là mình chỉnh được tivi. Tivi máy lạnh, hiện giờ máy lạnh là tivi nè, những cái nào mà có remote thích hợp vô đây hết. Mình bấm từ xa bằng điện thoại hết toàn bộ luôn ha. Rồi cây này em bán là 500k, mã số là 793 nha. Rồi cây 795 nè, cây này gọn nhỏ, bỏ túi nghe gọi ok luôn ha, cũng mạnh mẽ ha. Cây này mạnh mẽ lắm, nó xài được 2 SIM nha. Một thẻ nhớ, cái nắp đậy mất rồi ha. Lâu quá nó rụng rồi. Nó như vậy nhưng mà bỏ SIM nghe gọi ok ha, 2 SIM. Sony XA nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Em bán 500 nha, mã số là 795 nha, màu cam ha. Ví dụ mình đi uống cà phê mình để trên bàn ha. Màu nó đẹp quá nên không có lạc được nó ha. Nó cài luôn cái màn hình màu cam luôn là hết sảy luôn, màu cam hết luôn. Đó, thấy không? Cài nguyên cây cam hết luôn. Rồi em tải sẵn ứng dụng cho bà con nè, máy móc ok, full chức năng, pin tốt. Cảm ứng này kia ok hết toàn bộ luôn ha. Cảm ứng này riêng nguyên cây luôn, màn hình riêng luôn nha, riêng hết toàn bộ luôn, pin thì tốt lắm nha. Của máy này xài tốt lắm ha. Mã số là 795 nha, 500k ha. Rồi 796 nè, cây này cây Redmi 6A nha. RAM 2, bộ nhớ 32. RAM 2 bộ nhớ 32, Android nó là 8 chấm. Cây này em bán 550 nha, Redmi 6A ha. 550, mã số là 796 nha, 796. Đó, máy móc ok, full chức năng. Xài được 2 SIM luôn. Đó, cây này em bán có 550 thôi, rất là mạnh mẽ luôn. Chơi được tất cả các ứng dụng luôn, tải vô sẵn luôn ha. Ứng dụng mình tải thêm ok luôn ha, mạnh 8 nhân luôn. Em bán có 550 nha, mã số là 796 nha. Rồi cây 798 nè, cây này cây Asus X00LD luôn. Cây này RAM 4 nha, 64, RAM 4, 64, Android 8 chấm luôn. Cây này đúng ra em bán 1 triệu, mà em cây này của dòng này em bán có 700 rồi nha. 700k, mã số là 798 nha, có 700k thôi. Đúng là RAM 4, chơi được tất cả các loại game, ứng dụng này kia tải được hết. Đó, găng tay trên nút home luôn, máy rất là mạnh mẽ nha. Máy rửa mạnh lắm, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Rồi cây này em bán 700 nha, mã số là 798 nha. Xài được 2 SIM 4G luôn. Rồi 799 nè, 799 là cây Oppo F5 nha. RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này màu đỏ nha. Pin của nó hư rồi, em lấy cục pin khác, em bỏ vô dòng nó cao hơn, pin nó tốt hơn nha. Nó hơi phù nhẹ nhẹ nha, chứ không phải là phù pin đâu, do em để cục pin bự vô á. Em bán có 700 rồi nha, màu đỏ, găng tay đẹp quá trời luôn, màu hình bù dục nè. Nó xài được 2 SIM 4G luôn ha, mã số là 799 nha. Oppo F5 ha. Máy móc em tải sẵn ứng dụng rồi, tải sẵn hết cho bà con luôn. Máy móc ok đẹp luôn ha, nó tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm. Bỏ 2 SIM nghe gọi luôn, 799 nha, 700k nha. Rồi cây 803 nè, cây Galaxy Z7 Plus nha, màu đen ha. Cây RAM 4 nha, RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó là 9 chấm. Cây này cũng Sam luôn, camera kép luôn ha. Xài được 2 SIM 4G luôn, một thẻ nhớ ha. Máy móc ok, full chức năng luôn.
Full chức năng luôn, tải con cá điểm ảnh rất là cao luôn, đẹp cancel ban luôn. Nó em tải sẵn ứng dụng luôn à. Cái nút home này có găng tay luôn nha. Z7 Plus nha. Ra em bán có 900k nha, mã số là 803 nha. Rồi cái 774 nè, cái Oppo Neo 9 nha. Cây này bị nứt một góc trên đầu thôi ha. Nước con tí nị à. Ảm ứng xài bình thường, RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán 300 thôi, 300k ha, mã số là 774 nha. Bị nứt miếng em bán rẻ luôn, xài được 2 sim, tải sẵn ứng dụng luôn. Máy móc ok, full chức năng ha, green nguyên cây luôn. Rồi 774 nha, giá 300k ha. Rồi cái 775 nè, 775 là Galaxy Z320 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 450, riêng nguyên cây, xài được 2 sim 4G. Mã số là 775 nha, 450 nha. Máy móc riêng nguyên cây full chức năng, màn hình riêng men riêng hết toàn bộ luôn. Tải sẵn một loại ứng dụng luôn đó. Z320 hồi đó mắc lắm nha, giờ bán còn có 450, mã số là 775 nha. Rồi 777 nè, cây này Galaxy A7 nha, Galaxy A7 RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm. Cây này 500k, mã số là 777, xài được 2 sim luôn ha. Đó, màn hình Super AMOLED luôn, đẹp lắm nha, 2 sim luôn. Đó, máy móc ok, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng, pin thì tốt không, máy móc ok luôn ha. Đó, cây này 777 nha, xài 500k thôi, 500k sở hữu cái này ha. Rồi 778 nè, cây này cái Sony G3312 nha, cây này pin trâu lắm, sạc đuôi taxi, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm. Cái nắp đậy này mất rồi ha, nhưng mà nó gắn được một thẻ nhớ với hai cái sim nha. Cây này em bán 550, mã số là 778 nha, 778. Máy móc ok, full chức năng nha. Em tải sẵn ứng dụng cho con luôn rồi ha. Đó, một nồi ứng dụng luôn. Máy móc ok, cứ để như vậy bỏ sim vô nghe gọi ra ha. Rồi 778 có 550 nha, 550 sạc đuôi taxi 2 sim luôn. Đó, pin thì trâu như con bò. Rồi cái 779 nè, cái Galaxy S6 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 6 chấm, em bán 600 nha, 600k, mã số là 779 nha. Nó màn hình Super AMOLED, có sạc không dây, có đo nhịp tim nha. Có hồng ngoại luôn, xài được 2 sim luôn nha. Máy móc ok, 779 nha, 600k, màn hình Super AMOLED luôn, cửa tróc thủy tí nị ở đây ha, ảnh hưởng gì hết. Màn hình thì đẹp, Super AMOLED luôn, pin thì trâu, máy móc ok luôn ha. Rồi em bán là 600k, mã số là 779 nha, 779 có 600k Galaxy S6 luôn nha. Rồi cái 781 nè, Galaxy S6 Galaxy Z6 nha. Cái này RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm, em bán 650 nha, 650 mã số là 781 nha. Có găng tay một chạm nữa, xài được 2 sim 4G, một thẻ nhớ ha. Máy móc ok, full chức năng, không lỗi gì hết luôn ha. Máy full chức năng luôn. Đó. Máy full chức năng luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Rồi cây này em bán giá là 650, mã số là 781 nha. 781 ha. Rồi 782 nè, cây này cây Galaxy Z7 Pro nha. Z7 Pro RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó là 9 chấm. Cây này em bán 900 nha, mã số là 782 nha. 782 luôn, máy móc ok, full chức năng, em test kỹ cho bà con rồi, máy móc ok luôn ha. Tải sẵn ứng dụng luôn rồi, tải hết, găng tay một chạm luôn, găng tay trên nút home luôn ha. Con cá lội màn hình đẹp nét ha. Rồi xài được 2 sim 4G luôn, 900k mã số là 782 ha. Rồi cây 783 nè, cây này cây Oppo Reno 4 nha, RAM 8 cộng 5 nha, RAM 8 cộng 5 ha, rồi RAM 10 13 nha. RAM 13.13 RAM ha, mà bộ nhớ 128, Android nó 12. Cây này mạnh lắm, có sạc một đuôi taxi ha, xài được 2 sim 5G ha. Cây này em bán 2,5 triệu cho mã số là 783 nha. Màn hình thì gọi là đục lỗ luôn, hai lỗ luôn mới ghê nè, đục luôn. Máy móc ok, full chức năng ha, màn hình đẹp cancel ban luôn. Đó, đẹp cancel ban luôn nha. Rồi cây này rất là mạnh mẽ luôn, chơi được tất cả các loại game luôn, pin thì tốt, sạc đuôi taxi luôn ha, xài được 2 sim luôn. Reno 4 nha, RAM rất là mạnh luôn, bộ nhớ 128GB luôn, 2,5 triệu nha, mã số là 783 nha. Rồi cái 755 nè, một thời nha, Z700 nha, màn hình bự, màn hình riêng nó đẹp lắm, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn, em bán 600k thôi. Hồi trước em bán cây này 700, 800, 900 luôn, có một thời bán 900 luôn.
mã số là 755 nha, xài được hai sim nha, của hàng Sam luôn. Cây này riêng nguyên cây full chức năng riêng luôn ha, màn hình riêng men riêng riêng hết toàn bộ luôn, tải sẵn một nồi ứng dụng cho bà con luôn. Đó, màn hình nó bự luôn nha, rồi tải sẵn một nồi ứng dụng cho bà con luôn ha, máy móc ok luôn ha. Rồi 600k nha, mã số là 755 nha. Rồi cây 759 nè, cây này cây Galaxy A6 nha, A6 luôn. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cây này em bán có 700 rồi nha, 700k, mã số là 759 nha, 759 ha. Cây này có găng tay nằm đây nè, găng tay một chạm luôn. Đó, của thằng Sam luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình đẹp kênh ha, full chức năng, không lỗi gì hết. Em tải sẵn ứng dụng cho con, rồi pin tốt luôn ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi, cây này xài được 2 sim nha. Rồi, 700k, mã số là 759 nha. 760 nè, cây Redmi Note 5A, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 700. Cây này em bán 700 nha, có găng tay một chạm nè, có hồng ngoại nè, xài được 2 sim 4G luôn. Đó, Redmi Note 5A, cây này em bán 700 ha. Chơi được game Liên Quân Wi Fi V-Up luôn, rất là mạnh mẽ. Đó, chơi được tất cả ứng dụng luôn ha, 760 ha, tải được hết ha. Đó, máy móc ok, màn hình đẹp. Đó, màn hình kênh xe bên luôn, đẹp kênh luôn ha. Đó, thấy không? Rồi cây này bán cũng bèo luôn ha, chơi được game luôn nha. Rồi 700k, mã số là 760 nha. Rồi cây 763 nè, cây Redmi S2, cây Redmi S2 nha, cây RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm. Cây này em bán 750 nha, camera kép, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G, 750 nha, mã số là 763 nha. Chơi được game Liên Quân Wi-Fi B-Up luôn, máy móc ok, full chức năng luôn. Đó, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, pin thì tốt lắm, chơi game rồi cực kỳ luôn, máy móc ok luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Rồi cây này full chức năng ha, 750, mã số là 763 nha. Rồi cây 764 nè, cây Redmi 5 Plus nha, đặc biệt là RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 8 chấm luôn. Cây này có găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G, đặc biệt RAM 4 luôn, em bán có 800 rồi nha. Mã số là 764 nha, chơi được tất cả các loại game ứng dụng này kia, tải được hết, full chức năng, máy móc ok luôn ha. Đó, em tải sẵn một nồi ứng dụng cho bà con luôn ha, mà máy móc ok luôn. Cây này riêng nguyên cây full chức năng ha. Rồi cây này 800 ha, mã số là 764 nha, xài được 2 sim 4G luôn ha. Rồi cây 709 nè, cây Movitas C2, vỏ nó hơi xấu, có găng tay một chạm luôn. Đó, vỏ nó hơi xấu qua 5 tháng ha, em bán rẻ luôn. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn, em bán 300 nha, mã số là 709 nha. Đó, bán 300 luôn, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, tải sẵn một nồi ứng dụng cho con luôn nè, bỏ sim nha, gọi 2 sim nha. Rồi có 300k rồi nha, mã số là 709 nha, Android 7 chấm luôn. Rồi cây 712 nè, cây này cây Redmi 5A nha, cây này tiếng Anh ha. Cây này RAM 2, bữa nhớ 16, Android 7 chấm. Cây này em bỏ cục pin xịn vô, nó hơi cao ha, nó đôn lên miếng ha. Đó, Android 7 chấm, cây này 400 nha, xài được 2 sim luôn. 2 sim luôn của Redmi 5A luôn nha. Đó, cây này 400k, mã số là 712 nha. Đó, màn hình thì đẹp, cây xe bên pin thì tốt, máy móc ok ha. Nó tải sẵn ứng dụng luôn, rất là mạnh mẽ, mạnh lắm nha. Đó. Rồi cây này em bán 400 nha, mã số là 712 nha. Rồi cây 715 nè, cây Vivo 1606 nha. Cây này có Face ID ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này 450 nha, mã số là 715 nha. Nó 2 sim ha. Nó là Android 6 chấm luôn, 2 sim luôn, riêng nguyên cây full chức năng. Pin thì tốt, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đã luôn ha, vỏ còn ok luôn ha. Rồi cây 450 nha, mã số là 715 nha. Rồi cây 716 nè, cây Galaxy Z320 nha, của thằng Sam luôn. Cây này học online tốt, Android 5 chấm ha. Cây này em bán 450 nha, mã số là 716, đặc biệt nó là 2 sim, nó 2 sim 4G luôn nha. Đó, máy này thì riêng nguyên cây full chức năng luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, máy móc ok luôn ha, đẹp nha. Cây này Z320 nha,
Nó 450 thôi, mã số là 716 nha. Rồi cái 727 nè, cây này kêu no no 3.1 nha. No 3.1 rồi cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm luôn. Cây này em bán có 700 rồi nha. Mã số là 727 nha. 727 nha, cây này no 3 Android nó là 10 chấm luôn, rất là mạnh mẽ. RAM 3, bộ nhớ 32, nhỏ gọn bỏ túi ngay gọi, rất là mạnh mẽ luôn ha. Tại vì no này RAM 3 là mạnh lắm. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Rồi, máy móc ok, bỏ túi ngay gọi đã lắm, hai sim luôn. Bỏ túi gọn hơn, 700k, mã số là 727 nha.